Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 821, sao không có mắt như vậy? Anh đến đây với vợ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thư Tịnh nghe nói như thế mà cảm thấy bị hắn ôm rất mất tự nhiên, Mạc Văn Tịnh thì càng bội phục Hạ Thiên, người này đúng là lợi hại, gặp em vợ mà còn không quan tâm. Nàng biết rõ Thư Tịnh không có em gái, như vậy Hạ Thiên này rõ ràng đang lăng nhăng và bị bắt gặp. Cũng may Liễu Vân Anh cảm thấy điều này không có gì mất bình thường, vì nàng đã gặp nhiều tình cảnh như vậy. Một chuyện không bình thường như cô và chị ruột cùng thờ một chồng còn phát sinh, bây giờ việc này có gì mà không được. Này, anh rể, em vừa bị người ta ức hiếp, anh giúp em đi hả giận được không? Liễu Vân Anh mở miệng hỏi. Em lại bị đánh sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Em nào có số ăn đòn, sao bị đánh hoài vậy? Liễu Vân Anh thiếu chút nữa đã bị những lời này của Hạ Thiên làm cho nghẹn chết, cái gì là số ăn đòn? Có người nói vậy sao? Anh rể, không phải có người đánh em. Liễu Vân Anh có chút buồn bực, nàng chỉ về phía cách đó không xa. Anh rể, anh có thấy chiếc BMW đó không? Thấy, là BMW của em sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Lần trước em làm cho chiếc BMW của chị Vân Mạn bị đập nát, có phải em muốn bồi thường chiếc khác không? Khụ, khụ. Liễu Vân Anh thiếu chút nữa thì nghẹn chết. Điều này, chị, em nào có tiền mua BMW? Chị cũng nói em không cần bồi thường. Không phải là BMW của em, vậy em nói anh xem làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng. Anh rể, tên chạy chiếc BMW kia vừa nói, hắn sẽ bao em với giá 5.000 một tháng. Liễu Vân Anh nói ra nguyên nhân. Có chuyện này sao? Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, tức chết em. Liễu Vân Anh tức giận nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra chuyện này chẳng có gì là kỳ quái, trong đây có nhiều cô gái bị người ta bao toàn thân. Hôm nay chỉ là ngày thường, đến cuối tuần sẽ có không biết bao nhiêu xe đến đón người. Mạc Văn Tịnh ở bên cạnh nói, nàng tương đối hiểu rõ tình huống của môi trường này. Tôi thật sự cảm thấy kỳ quái, sao có người chẳng có mắt như vậy? Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Anh. Ngay cả em cũng muốn bao. Liễu Vân Anh lập tức bức bối, anh rể này nói những lời quá sức đả thương người, nàng có kém như vậy sao? Nhưng Liễu Vân Anh phải nghĩ lại, chị nàng đẹp hơn và ngon hàng hơn nàng rất nhiều, cô lại càng ngon mắt hơn. Cuối cùng nàng nhìn nữ sinh đang được tỷ phu ôm cứng đét, tuy người này mặc quần áo thể thao nhưng gương mặt hay dáng người cũng làm nàng tự ti mặc cảm. Vì vậy khoảnh khắc này Liễu Vân Anh rất bi phẫn, nàng thật sự quá kém cỏi, ít nhất thì anh rể cũng không vừa mắt nàng. Anh rể, tóm lại là tên kia ức hiếp em, anh phải giúp em hả giận. Bây giờ Liễu Vân Anh bắt đầu hối hận vì ý nghĩ tìm Hạ Thiên hỗ trợ. Thật ra anh cũng cảm thấy anh ta không ức hiếp người, người ta muốn bao em, điều này chứng tỏ em xinh đẹp, đây rõ ràng là tán thưởng em. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Liễu Vân Anh thiếu chút nữa đã ói máu. Một lát sau nàng mới dùng giọng mất hết sức lực nói. Được rồi, anh rể, xem như em chưa nói gì. Đám người đi về phía trước, vừa vặn đi qua chiếc BMW, đúng lúc này từ trong chiếc BMW truyền ra một âm thanh. Này, người đẹp, muốn ra ngoài đón gió không? Này, tên chết bầm, ai thèm đi đón gió với anh? Liễu Vân Anh tức giận nói một câu. Này em gái, anh không nói với em, anh đang mời người đẹp mặc đồ thể thao. Tên đàn ông trong chiếc BMW hơn 40 tuổi, bộ dạng không ra thể thống gì, có chút hèn mọn bỉ ổi, có lẽ cũng vì vậy mới dùng phương pháp này để đi tán gái. Nếu hắn đẹp trai, chỉ cần tùy tiện chạy BMW một vòng, sợ rằng sẽ có không ít nữ sinh đâm đầu vào giỏ. Anh đang nói với tôi sao? Thư Tịnh không nhịn được phải nói, trong đám người chỉ có mình nàng mặc đồ thể thao mà thôi. Người đẹp, chính là em, thế nào? Một tháng 10.000. Chỉ cần cuối tuần theo anh là được. Tên đàn ông hèn mọn chạy chiếc BMW trực tiếp ngã giá, không thể không nói hắn có phong cách rất trực tiếp, có lẽ cũng vì phong cách ngu dốt này mà chưa người đẹp nào chị vào bao của hắn. Dù người ta tình nguyện được, bao, thì cũng không nên gióng trống khua chiêng mời chào như vậy. Anh có bệnh sao? Thư Tịnh tức giận, nàng lập tức mắng ngay. Hạ Thiên thì càng trực tiếp hơn, hắn xông đến vỗ lên trần xe. Một tiếng ầm vang lên. Trần xe chiếc BMW hãm xuống một nửa, sau đó Hạ Thiên tung một đá cho chiếc BMW lật ngửa lên. Ngu như heo. Hạ Thiên mắng một câu, những người phụ nữ ở bên cạnh thì trợn mắt há mồm, người này đúng là quá nóng.
Liễu Vân Anh thầm oán giận Hạ Thiên, anh rể vừa rồi không giúp nàng hả giận, bây giờ giúp bạn gái hả giận, đúng là không công bằng. Thư Tĩnh lúc này càng thêm kiên định sự lựa chọn của mình, nếu nàng mang theo Hạ Thiên đi tính sổ đám người nhà Trần Kiệt, sợ rằng bọn họ còn thảm hơn cả tên khốn chạy chiếc BMW này. Cứu, cứu mạng! Âm thanh kêu cứu của tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi chợt vang lên, rõ ràng tên này còn sống, khá may mắn. Này, anh rể, có nên cứu hắn không? Liễu Vân Anh nhìn không được phải hỏi một câu. Cứu làm gì, để hắn bao em sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu. Liễu Vân Anh lại nghẹn họng, sau đó nàng quyết định không nói thêm điều gì mà dứt khoát kéo hai cô bạn thân bỏ đi, nếu tiếp tục ở lại thì giận chết lúc nào không hay. Vợ Tịnh Tịnh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên muốn ôm Thư Tịnh bỏ đi. Tên kia không việc gì chứ? Thư Tịnh không khỏi hỏi một câu. Không chết đâu, nhiều lắm chỉ biến thành thái giám. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thư Tịnh đang định hỏi thêm điều gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Thư Tịnh nhận điện thoại, vẻ mặt biến đổi. Không tốt, cha tôi bị đánh. Thư Tịnh vội vàng nói. Tôi phải về nhà ngay. Thư Tịnh xoay người chạy ra cửa lớn. Nhưng nàng vừa chạy được vài mét thì thân thể nhẹ bấng, Hạ Thiên đã bế nàng lên. Vợ Tịnh Tịnh, tôi đưa chị về. Hạ Thiên nói một câu rồi tiếp tục chạy đi, lần này Thư Tịnh không từ chối ý tốt của Hạ Thiên. Hai tên vệ sĩ của Thư Tịnh và Mạc Văn Tịnh thì có chút ngây ngốc, bọn họ thật sự không đuổi kịp Hạ Thiên. Hạ Thiên ôm Thư Tịnh nhanh chóng chạy đến Đại học Thể dục Thể thao Giang Hải, sau đó chạy về nhà nàng. Lúc này trong nhà Thư Tịnh có chút hỗn loạn, không ít người tụ tập lại. Có vài người Hạ Thiên quen biết, gồm Khương Phong và vài tên thành viên đội bóng rổ, cũng có vài người hắn không biết. Lúc này Hạ Thiên cũng nhanh chóng thấy được cha của Thư Tịnh là Thư Thế Minh, gương mặt lão đang sưng vù lên, bộ dạng cực kỳ tức giận, cũng có chút bất đắc dĩ. Bố, bố không sao đấy chứ? Thư Tịnh vội vàng hỏi. Không có gì, Tiểu Tịnh, sao con về rồi? Thư Thế Minh thấy con gái thì không khỏi có chút sốt ruột. Vợ, đám ngu ngốc kia đâu? Lúc này Hạ Thiên mới hỏi một câu, trong nhà có quá nhiều người, hắn không biết ai là người nhà Trần Kiệt. Mày là bạn trai của Thư Tịnh sao? Mày hại chết em tao, bây giờ tao liều mạng với mày. Đúng lúc này một giọng phụ nữ chói tai vang lên, Hạ Thiên quay đầu nhìn, một người phụ nữ hơn 20 đang phóng về phía hắn. Hạ Thiên không quan tâm đối phương là ai, hắn vung chân đá văng người phụ nữ ra ngoài. Chương 822, có lẽ vẫn chưa đủ thảm. Hừ, mày dám đánh vợ tao sao? Lại một người đàn ông trẻ tuổi phóng về phía Hạ Thiên, hắn lại nhấc chân một lần nữa, người đàn ông này rên thảm rồi bay ra ngoài ngã trên hành lang. Lúc này Hạ Thiên mới hỏi thăm Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, ngoài hai tên ngốc này, còn ai ức hiếp chị? Thư Tịnh có chút đau đầu, tên này rõ ràng là yêu mến bạo lực, mới chưa đến một phút đã đánh hai người văng ra. Thư Thế Minh ở bên cạnh cũng thầm nghĩ, con mình kiếm đâu ra bạn trai bạo lực như vậy? Nếu sau này cưới về và bị bạo hành cũng không xong. Đám người Khương Phong thì cực kỳ bội phục Hạ Thiên, anh bạn này không hổ danh châu chó, vừa đến đã đánh bay hai người, quá gọn. Hạ Thiên, chỉ có hai người này náo loạn mà thôi. Kiều Phượng Nhi nghe được câu hỏi của Hạ Thiên thì trả lời. Người phụ nữ gọi là Trần Mỹ, là chị của Trần Kiệt, người đàn ông là bạn trai của Trần Mỹ, còn chưa kết hôn. Tôi cảm thấy hai người bọn họ có vấn đề. Mục đích căn bản của bọn họ không phải vì tìm lý lẽ cho Trần Kiệt, thực tế chỉ vì tiền mà thôi. Đúng vậy, tôi đã sớm muốn đánh bọn họ, mở miệng là đòi 1 triệu, đúng là xảo trá. Trần Kiệt nhảy lầu chết thì liên quan gì đến Thư Tịnh? Tôi cảm thấy Thư Tịnh nên tìm bọn họ đòi bồi thường mới đúng, cuộc sống bình thường của cô ấy bị quấy nhiễu biết bao ngày nay rồi. Một thành viên khác cũng mở miệng hát đệm. Người phụ nữ kia luôn dùng chiêu này, gặp ai cũng giống như muốn liều mạng. Còn tên đàn ông kia, con bà nó, dám đánh cả giảng viên Thư. Một người khác cũng bất bình. Nếu không phải thầy ngăn cản, tao đã sớm cho nó ra bã. Đúng vậy, thầy Thư sợ bọn họ đưa đến phiền toái, nhưng với tính tình của đám người này, nếu cậu ra tay thì sau này bọn họ sẽ quấn lấy cậu, chắc chắn sẽ phiền chết. Khương Phong mở miệng nói, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên, bộ dạng có chút lo lắng. Hạ Thiên, bây giờ cậu đánh hắn. Sợ rằng bọn họ sẽ quấn lấy cậu. Khương Phong vừa nói xong thì tên bạn trai của Trần Mỹ đã phóng đến, nhưng hắn không đánh người mà dùng điện thoại chụp hình Hạ Thiên. Chúng mày hại chết em trai của vợ tao, còn đánh vợ tao bị thương, tao sẽ đưa chúng mày lên mạng,
sẽ cho người cả nước đến thảo phạt chúng mày, để cho mọi người thấy gương mặt ghê tởm của đám người chúng mày. Tên bạn trai của Trần Mỹ gào lên phẫn hận. Bây giờ tao sẽ chụp ảnh vợ tao bị đánh. Mày nên chụp chính mày bị đánh thì đẹp hơn. Hạ Thiên tát thẳng cánh, gương mặt bạn trai Trần Mỹ chợt sưng vù. Mày dám? Tên bạn trai của Trần Mỹ chỉ vào Hạ Thiên rồi hổn hển nói. Lúc này đám người Khương Phong và Thư Tịnh không biết phải nói sao, Hạ Thiên đúng là bạo lực đến cực điểm. Nhưng lúc này bọn họ lại biết mình sai, điều này căn bản chưa phải là cực hạn của một Hạ Thiên ưa bạo lực. Hắn nhìn tên bạn trai của Trần Mỹ rồi lắc đầu nói. Này, tôi cảm thấy thế này còn chưa đủ thảm, dù đưa hình lên mạng cũng sẽ có rất ít người đồng tình. Vì vậy bây giờ anh sẽ giúp mày, sẽ cho mày trở nên thảm hại hơn một chút. Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì mọi người chợt nghe thấy âm thanh những cái tát vang dội cứ liên tiếp vang lên, ít nhất cũng vài chục cái tát. Mãi đến khi không còn âm thanh nào thì mọi người phát hiện tên bạn trai của Trần Mỹ kia giống hệt như đầu heo. Như vậy mới đẹp. Hạ Thiên gật đầu thỏa mãn, sau đó hắn thuận tay cầm lấy điện thoại trong tay tên bạn trai Trần Mỹ, chụp vài tấm hình cho đối phương, sau đó trả lại rồi nói. Này, thằng ngu, bây giờ đi về tha hồ mà post, anh nghĩ hiệu quả phải cực kỳ tốt. Thư Tịnh hoàn toàn không biết nói gì, lưu manh này rõ ràng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mày, tao nhất định sẽ đưa lên mạng, tao còn báo cảnh sát. Tên bạn trai của Trần Mỹ bây giờ đã có chút mơ hồ, ánh mắt có thêm chút sợ hãi. Mau úp lên mạng đi, anh chờ đây. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm, sau đó hắn nhắc nhở một câu. Mày mau báo cảnh sát đi, nếu không lát nữa điện thoại bị hack thì bó tay. Tên bạn trai của Trần Mỹ dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, hắn nhanh chóng làm ra vài thao tác trên điện thoại, giống như đang úp hình lên mạng. Ngồi đó mà đợi chết trong nước miếng công phẫn. Vài phút sau tên bạn trai của Trần Mỹ dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Bây giờ tao báo cảnh sát, mày sẽ ngồi tù. Tên bạn trai cầm lấy tiểu đệ bắt đầu báo cảnh sát, nhưng hắn còn chưa bấm được 3 con số thì điện thoại đã, đơn như cây cơ, dù làm thế nào cũng không phản ứng. Mẹ kiếp! Điện thoại chó má gì vậy? Ông mới mua về, hàng trong nước có khác. Tên bạn trai Trần Mỹ tức giận mắng một câu. Anh đã nói điện thoại của chú bị hack mà không nghe. Hạ Thiên lười biếng nói. Vẻ mặt Thư Tịnh có chút cổ quái, người này hình như không nói ngoa, điện thoại của Trần Mỹ giống như bị hack. Điều này cũng quá quỷ dị, không phải hắn thật sự biết hacker đệ nhất thế giới đấy chứ. Tôi đã báo cảnh sát, sẽ đến ngay thôi. Trần Mỹ lúc này đi đến. Nàng tức giận nhìn Hạ Thiên. Nếu mày thức thời thì trả tiền ngay, chúng ta sẽ không so đo, nếu không. Cút! Hạ Thiên tung đá, Trần Mỹ còn chưa nói xong đã gào lên và văng ra ngoài. Thư Tịnh cảm thấy rất đau đầu, bây giờ nàng phát hiện tình hình vết thương của cha mình cũng không nặng, vì vậy mà hối hận khi chạy vội về nhà. Bây giờ Hạ Thiên náo loạn lớn, nào có thể xong việc. Ông xã, điện thoại kìa! Điện thoại của Hạ Thiên lúc này lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, ngay sau đó hắn nhận điện thoại, vì người gọi đến là Tiểu Yêu Tinh. Chồng, vừa rồi có người vừa úp hình lên, còn chửi mắng anh, em lập tức hack điện thoại của hắn. Thế nào, anh có ban thưởng gì cho em không? Điện thoại vừa nối thông thì Tiểu Yêu Tinh đã tranh công. Còn nữa, đám người mắng Thư Tịnh ở trên mạng đã bị em hack sạch, nếu tiếp tục em sẽ hack tiếp. Này, vợ Tiểu Yêu Tinh lúc này biết điều đấy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chồng, người ta trước nay đều ngoan. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Đúng rồi, em còn phát hiện ra một chuyện, tên vừa mắng anh là tên khốn kiếp còn xấu hơn cả anh. À, ý em không phải là xấu hơn, em muốn nói. Tiểu Yêu Tinh lỡ miệng, nàng vội vàng giải thích, nhưng Hạ Thiên cũng không quá quan tâm. Không sao, anh là người xấu, nhưng tên ngu kia sao có thể gọi là xấu. Anh chỉ thấy nó ngu mà thôi. Chương 823, giúp cô ấy đạp một cái. Chồng, em mới tìm được bản ghi chép những phần tin trao đổi trên mạng, bạn gái của tên kia có phải là Trần Mỹ không? Trần Mỹ có một người em nhảy lầu chết, vì vậy mà tên khốn kia thương lượng cùng bạn gái lợi dụng cơ hội này để kiếm chút tiền. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Em cảm thấy đám người này quá xấu xa, rõ ràng lợi dụng chuyện em chết để kiếm tiền, đúng là quá xấu. Tiểu Yêu Tinh nói ra vài chuyện thì Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu vì sao Trần Mỹ và tên bạn trai cứ náo loạn ở đây. Đến khi hắn cúp điện thoại thì chính thức đá lên người tên bạn trai của Trần Mỹ, đạp đối phương ngã xuống đất. Này, cậu còn đánh hắn làm gì?
Thư Tịnh nhìn không được phải nói. Anh ta đã bị cậu đánh cho thảm thiết, nếu tiếp tục sợ rằng sẽ có người chết mất. Không phải tôi muốn đạp hắn, Tiểu Yêu Tinh muốn đạp hắn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tiểu Yêu Tinh nói thằng ngu này rất xấu xa, vì vậy đạp dùm cô ấy một cái. Sao lại xấu xa? Hạ Thiên có chút buồn bực, thật ra nàng cảm thấy đám người này rất đáng giận, nhưng nếu nói quá xấu xa thì cũng không đúng. À, thằng ngu này không đủ tiền mua nhà, vì vậy hắn muốn lợi dụng chuyện em trai của bạn gái chết để kiếm chút tiền. Hạ Thiên thuận miệng nói. Cha mẹ Trần Kiện sau khi nghe tin con chết thì không muốn nói đến chuyện bồi thường gì cả, nghe nói nhà trường đã đền bù 200 ngàn, cha mẹ của Trần Kiện cũng tiếp nhận rồi phải không? Đúng vậy, cha mẹ Trần Kiện đã sớm về quê rồi. Thư Tịnh gật đầu, khi cha mẹ Trần Kiện bỏ về quê thì nàng tưởng mọi chuyện đã xong, nào ngờ chị của Trần Kiện không chịu bỏ qua, nhất quyết đến gây rối. Đúng vậy, cha mẹ Trần Kiện không muốn dây dưa ở vấn đề này, nàng đã sớm trở về lo chuyện hậu sự cho con. Nhưng tên khốn kia thấy chị có vệ sĩ theo sau, cảm thấy chị rất có tiền, vì vậy muốn kiếm một chút. Thế là hắn cùng bạn gái thương lượng để đến đây dây dưa với em, còn lên mạng viết bậy này nọ, tạo ra dư luận. Tiểu Yêu Tinh nói người này chẳng có gì tốt. Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng tôi chỉ cảm thấy tên này ngu ngốc mà thôi, nào ngờ vợ lại bảo hắn xảo trá, như vậy chẳng phải muốn chết sao. Nói bậy bạ, không phải như vậy, các người hại chết em tôi, các người phải bồi thường. Trần Mỹ lúc này gào lên tức giận. Nếu không tôi liều mạng với các người. Nếu còn tiếp tục nói liều mạng, tôi sẽ cho cô mất mạng. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Trần Mỹ. Thôi bỏ. Thư Tịnh kéo tay Hạ Thiên. Thật ra bọn họ cũng rất đáng thương, những năm nay vì chuyện nhà cửa mà nhiều người làm ra những chuyện điên cuồng, bọn họ như vậy cũng có thể hiểu được. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Thư Tịnh. Vợ Tịnh Tịnh, bọn họ muốn gạt chị, sao chị còn nói tốt cho bọn họ? Ai báo cảnh sát, có chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này có hai tên cảnh sát xuất hiện ngoài cửa. Tôi báo cảnh sát, bọn họ hại chết em tôi, còn đánh chồng tôi bị thương. Tôi cũng bị bọn họ đánh. Trần Mỹ lập tức nói. Chính là hắn đã đánh chồng tôi trọng thương. Là bọn họ ra tay trước. Thư Tịnh không nhịn được phải phản bác một câu, quả thật là Trần Mỹ và bạn trai ra tay trước. Thư Tịnh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Bọn họ đánh ba tôi, vì vậy bạn trai tôi mới ra tay. Chồng, không phải là bạn trai. Hạ Thiên ở bên cạnh cải chính. Thư Tịnh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sắc lang này có bệnh sao? Nàng nói giúp hắn, bây giờ hắn còn quấy rối à? Hai cảnh sát đưa mắt nhìn Hạ Thiên, lại nhìn Thư Tịnh, vẻ mặt cả hai có chút quái dị. Hạ Tiên sinh, điều này, có chuyện gì vậy? Một cảnh sát dùng giọng không yên hỏi, rõ ràng bọn họ biết Hạ Thiên. À, hai tên ngu này dám lừa gạt vợ tôi, vì vậy tôi cho bọn họ một trận đòn. Hạ Thiên hời hợt nói. Lừa đảo sao? Vẻ mặt tên cảnh sát có hơi biến đổi. Sau đó hắn cẩn thận hỏi một câu. Xin hỏi Hạ Tiên sinh, anh có chứng cứ không? Tất nhiên là có. Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Này, các người bắt chúng về cục công an đi, nếu không tôi trực tiếp xử lý bọn họ. Vâng, Hạ Tiên sinh, chúng tôi sẽ đưa bọn họ đi ngay. Tên cảnh sát kia liên tục gật đầu, hắn biết Hạ Thiên, tất nhiên cũng biết địa vị của Hạ Thiên. Nếu Hạ Thiên đã nói có chứng cứ chứng minh hai người này lừa đảo, như vậy cũng không cần quan tâm, mang về đồn rồi nói sau. Tôi không lừa đảo, cảnh sát các anh làm gì vậy? Tôi muốn tố cáo, cảnh sát rõ ràng cấu kết. Khi Trần Mỹ bị đưa đi thì liên tục hô hào, bạn trai của nàng vì bị thương khá nặng nên có vẻ yên tĩnh hơn. Thư Tịnh sững sờ, cuối cùng nàng mới nhớ ra, sắc lang này rất quen thuộc với cảnh sát, hèn gì hắn chẳng sợ hãi. Tất nhiên Thư Tịnh cũng hiểu lầm Hạ Thiên. Hắn sở dĩ không quan tâm không phải vì quen biết cảnh sát, mà hắn hoàn toàn không sợ cảnh sát. Hạ Tiên sinh, Thư tiểu thư. Hai tên cảnh sát vừa đi thì hai tên vệ sĩ đã chạy đến. Thư Tịnh, bây giờ không còn việc gì rồi chứ. Mạc Văn Tịnh cũng chạy đến nơi, đúng lúc thấy hai người kia bị cảnh sát đưa đi, trong lòng thầm nghĩ sự việc đã được giải quyết. Có lẽ là không còn gì. Thư Tịnh thật ra cũng không xác định. Bạn thấy chưa? Mình đã sớm nói nên nói Hạ Thiên đến hỗ trợ, bạn không nghe, không phải tự làm khổ mình sao? Mạc Văn Tịnh không nhịn được phải nói. Thư Tịnh có muốn đưa thầy đến bệnh viện khám qua không? Khương Phong lúc này nhắc nhở. Không cần. Hạ Thiên đón lời,
hắn lấy ra ngân châm đâm vài lượt lên gương mặt sưng đỏ của Thư Thế Minh, hiệu quả lập tức có thể thấy được. Lúc này gương mặt Thư Thế Minh lập tức hết sưng. Điều này, Thư Thế Minh đưa tay sờ lên mặt mình, lão cảm thấy khó thể tin, một lúc lâu sau lão mới tán thưởng nói. Hạ Thiên, y thuật của cậu đúng là thần kỳ, nếu những vận động viên được cậu chữa thương, sợ rằng sẽ không vì chấn thương mà bỏ nghiệp. Cháu sẽ không chữa cho bọn họ. Hạ Thiên lười biếng nói, bây giờ hắn không thiếu tiền, vì vậy cũng không có quá nhiều hứng thú chữa bệnh kiếm tiền. Thư Thế Minh có chút xấu hổ, may mà lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Cảnh sát tỷ tỷ, tìm tôi có việc gì? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, hắn không khỏi mừng thầm, chẳng lẽ mình vừa đánh người, cảnh sát tỷ tỷ đã biết rồi sao? Cậu mau đến trại tạm giam đệ nhất thành phố Giang Hải. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi đâu biết chỗ đó. Hạ Thiên không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết trại tạm giam kia ở nơi nào. Chương 824, có nhịp tim. Bây giờ cậu đang ở đâu? Lãnh Băng Băng vội vàng hỏi. Tôi ở trường Đại học Thể dục Thể thao. Hạ Thiên trả lời ngay. Thế này đi, cậu chạy đến bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải, sau đó chờ ở cửa. Lưu Thải Hà thắt cổ tự sát, đã không còn chống ngực, xe cứu thương đã đến. Tôi sẽ cho xe cứu thương chạy đến bệnh viện phụ nhất, cậu chuẩn bị đến cứu người. Lãnh Băng Băng lập tức đưa ra quyết định. Được, cảnh sát tỷ tỷ, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên đáp ứng, trong lòng có chút mơ hồ, Lưu Thái Hà kia sao lại tự sát. Trước kia cô ta là vợ của Thái Bằng Trình, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Thái Bằng Trình. Hạ Thiên cúp điện thoại và nhanh chóng nói một câu. Vợ Tịnh Tịnh, tôi có việc đi trước. Này, cậu đi đâu? Thư Tịnh không nhịn được phải hỏi một câu. Bệnh viện. Hạ Thiên nói ra hai chữ, sau đó hắn phân phó hai tên vệ sĩ. Này, các người bảo vệ vợ Tịnh Tịnh cho tốt, nếu có người muốn ức hiếp chị ấy thì các anh cứ ra tay đánh người, còn nữa, nhớ nói cho tôi biết. Vâng, Hạ Tiên sinh. Hai tên vệ sĩ cung kính nói, nhưng âm thanh của bọn họ còn chưa biến mất thì Hạ Thiên đã chẳng còn tăm hơi. Thư Thế Minh ở bên cạnh chợt sững sờ, con gái tìm được bạn trai gì vậy? Hình như không phải là nhân vật tầm thường. Thư Thế Minh nhìn Thư Tịnh, giống như muốn con gái cho mình một đáp án. Thư Tịnh có chút choáng váng, sau đó nàng ngáp một cái. Buồn ngủ quá, trước tiên con đi ngủ trước rồi nói sau. Thư Tịnh không biết giải thích thế nào, vì vậy nàng trốn vào phòng của mình và bắt đầu ngủ vui. Hạ Thiên không biết đi đến trại tạm giam số 1 của thành phố Giang Hải, nhưng hắn rất quen thuộc bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải. Vì Lãnh Băng Băng nói chuyện điện thoại rất gấp nên hắn cũng chạy rất nhanh. Khi hắn thi triển nghịch thiên đệ tứ châm cho một mớ các bà vợ thì công lực của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng, bây giờ tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Vì vậy mà chưa đến 3 phút sau hắn đã xuất hiện ở trước cổng bệnh viện phụ nhất. Lãnh Băng Băng chưa xuất hiện, Hạ Thiên đứng chờ trước cổng bệnh viện, đợi được 2 phút thì có một chiếc xe cứu thương chạy đến. Xe cứu thương cũng không chạy vào đường cấp cứu, xe nhanh chóng dừng lại, cửa xe mở ra. Một cảnh sát cực kỳ xinh đẹp khêu gợi bước xuống, đúng là Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng rõ ràng đã thấy Hạ Thiên, nàng vội vàng hô lên. Trong đây, mau đến đây. Hạ Thiên lóe người đi lên xe, sau đó hắn thấy Lưu Thái Hà, người này mặc trang phục tù nhân, bác sĩ còn đang cấp cứu cho nàng. Cảnh sát tỷ tỷ, sao phải cứu cô ta? Hạ Thiên hỏi một câu. Đừng hỏi nhiều, mau cứu người, chút nữa tôi sẽ giải thích. Lãnh Băng Băng vội vàng nói. À, tôi biết rồi. Hạ Thiên cũng không hỏi lại, nếu vợ cảnh sát tỷ tỷ đã muốn cứu, trước tiên cứ cứu cái đã. Hạ Thiên lấy ra ngân châm, hắn nói với tên bác sĩ. Các người đứng tránh ra. Tên bác sĩ kia có chút sững sờ, khoảnh khắc này hắn cũng không hiểu gì. Rõ ràng hắn không biết thân phận của Hạ Thiên, nhưng cô y tá bên cạnh lại biết, nàng nhanh chóng nhắc nhở tên bác sĩ. Bác sĩ Từ, đây là Hạ Thần Y. Để anh ấy đến. Tên bác sĩ lúc này mới kịp phản ứng, vì vậy mà có chút kích động. Nhưng hắn chưa kịp hành động thì cảm thấy một luồng lực lượng lớn phóng qua, hắn không tự chủ được phải lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đã ngã xuống sàn xe. Khi hắn đứng vững thì thấy Hạ Thiên đâm lên bộ vị trái tim của Lưu Thái Hà. Thế nào, còn cứu sống được không? Lãnh Băng Băng vội vàng hỏi một câu. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, hắn bắt mạch cho Lưu Thái Hà rồi nói. Vẫn còn nhảy, vẫn có thể cứu được. Tuy Hạ Thiên có y thuật thần kỳ, nhưng dù là như vậy cũng không thể làm cho người chết sống lại.
Người không còn nhịp tim thì chưa chắc đã hoàn toàn chết hẳn, rất nhiều người mất nhịp tim vẫn còn có thể cứu sống được. Đối với Hạ Thiên thì hắn chỉ cần một châm, nếu không thể khôi phục nhịp tim cho đối phương, như vậy coi như đã chết, chính hắn khó thể cứu sống. Tên bác sĩ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên, không hổ danh là thần y mà giám đốc bệnh viện tôn sùng, hắn cấp cứu vài phút mà chẳng khôi phục lại nhịp tim cho Lưu Thái Hà, bây giờ Hạ Thiên chỉ dùng một châm là đã xong. Lúc này Hạ Thiên tiếp tục dùng châm đâm lên người Lưu Thái Hà, tuy nhịp tim đã khôi phục nhưng cũng chưa hoàn toàn là cứu người, hắn còn phải tiếp tục thi châm. 10 phút sau Hạ Thiên mới dừng tay, mà Lưu Thái Hà lại đột nhiên ngồi lên, nàng mê man. Tôi làm sao đây, chỗ này, là xe cứu thương sao? Sao tôi lại ở đây? Cậu là Hạ Thiên, còn có cảnh sát Lãnh. Điều này, sao lại như vậy? Chị vừa tự sát. Lãnh băng băng nhàn nhạt nói. Cái gì? Lưu Thái Hà chợt kinh ngạc. Điều này sao có thể? Tôi sao lại tự sát? Tôi đang ở trong trại tạm giam, dù muốn thắt cổ thì làm gì có dây thừng. Nghe nói chị dùng giày thắt cổ. Lãnh băng băng trả lời. Tôi thấy dây giày nhưng không thấy chị thắt cổ. Có dây giày dài như vậy sao? Lưu Thái Hà có chút tức giận. Nhất định có người muốn giết tôi. Chị nói không sai, có người muốn giết chị. Lãnh băng băng nhìn Lưu Thái Hà. Tôi nghĩ chị cũng biết người này chứ. Là Thái Bằng Trình. Lưu Thái Hà hỏi, sau đó nàng chợt khó hiểu. Không phải anh ta cũng bị các người bắt rồi sao? Lãnh băng băng không trả lời câu hỏi của Lưu Thái Hà, nàng cầm lấy điện thoại thông báo cho những cảnh sát khác đến di rời địa điểm tạm giam Lưu Thái Hà. Sau khi cúp điện thoại thì Lãnh băng băng nói với Hạ Thiên. Chúng ta đi xuống, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Lãnh băng băng xuống xe cứu thương, Hạ Thiên tất nhiên sẽ đi theo, hai người đi ra cách xe cứu thương hơn 10 thước thì dừng lại. Cảnh sát tỉ tỉ, tên ngốc Thái Bằng Trình có phải đã tiếp tục náo loạn không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Tôi cũng không biết có phải là Thái Bằng Trình làm hay không, nhưng việc này nhất định có liên quan đến Thái Bằng Trình. Lãnh băng băng khẽ nói. Thái Bằng Trình đã bị giam giữ rất lâu, người này chưa chịu khai ra những tội phạm đứng sau lưng. Lúc này Bộ Công an lại dứt khoát khởi tố theo trình tự, Thái Bằng Trình không những buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa còn sản xuất ma túy, nếu xét xử thì sẽ khó tránh khỏi tội chết. Bọn họ nghĩ rằng phán Thái Bằng Trình tội chết, hắn sẽ muốn tìm đường sống mà khai ra những tên tội phạm khác, Cục trưởng Hào cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ có vài chuyện ngoài ý muốn. Cảnh sát tỉ tỉ, có gì ngoài ý muốn? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Chứng cứ bị tiêu hủy. Lãnh băng băng bất đắc dĩ trả lời. Chương 825, nhân chứng mấu chốt. Lãnh băng băng bây giờ có chút bất đắc dĩ, thật ra trước đó nàng có tham dự vào hành động đến bắt Thái Bằng Trình ở huyện Lâm Giang, nhưng sau đó nàng cũng không tiếp tục tham gia vào vụ án này, cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể. Nhưng lúc này vì Hạ Thiên vì vụ án của Thái Bằng Trình mà bị uy hiếp nên nàng quyết định theo vụ này, Hào Đồ biết nàng tiến vào tổ chuyên án thì cầu còn chưa được, tất nhiên sẽ đồng ý. Những ngày qua Lãnh băng băng khi đi sâu vào vụ án thì mới phát hiện Thái Bằng Trình không phải là nhân vật đơn giản, người này không những cực kỳ thông minh, lại tinh thông pháp luật, dù làm nhiều chuyện xấu nhưng tất cả có vẻ như không liên quan gì đến hắn. Trước đó Hào Đồ tự mình dẫn đội chuyên án xuống huyện Lâm Giang chờ đợi rất lâu, bắt được nhiều người, lấy được nhiều khẩu cung, nhưng cuối cùng căn cứ vào khẩu cung thì không ai trực tiếp làm chứng cho Thái Bằng Trình. Còn vấn đề vật chứng, điều này hầu như là không, xưởng chế ma túy của Thái Bằng Trình đã nổ tung. Khi đào móc ra lại chẳng phát hiện bất kỳ văn bản nào hữu dụng. Vật chứng duy nhất chính là những văn kiện tìm được ở Thái Tử Cung, lúc đó Thái Bằng Trình đi quá mau, căn bản để lại chút đồ vật, bên trong có nhiều hiệp ước, hợp đồng có liên quan đến vấn đề điều chế ma túy. Thực tế thì căn cứ chính xác nhất chính là nhân chứng Lưu Thái Hà, những vật chứng không có lực kia cộng với nhân chứng như Lưu Thái Hà, như vậy mới đóng đinh được Thái Bằng Trình. Nhưng trưa nay khu vật chứng của công an tỉnh bốc cháy, lửa bị dập tắt. Hào Đồ cũng tưởng rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó lão lại thấy không đúng. Lão cho người kiểm tra tài liệu thì phát hiện những chứng cứ vạch mặt Thái Bằng Trình đã bị thiêu hủy. Hào Đồ thấy tình huống không ổn thì lập tức gọi Lãnh băng băng đến trại tạm giam để đưa Lưu Thái Hà đi, nào ngờ Lãnh băng băng đến chậm một bước, khi nàng đến thì Lưu Thái Hà đã thắt cổ tự sát. Nhưng may mà nàng đi đến, nếu không thì trại tạm giam chưa chắc đã gọi điện thoại cho xe cấp cứu, nàng cũng thấy bệnh viện chưa chắc cứu tỉnh Lưu Thái Hà. Vì vậy nàng tranh thủ điện thoại cho Hạ Thiên. Rõ ràng bước đi của Lãnh băng băng rất đúng hướng, Hạ Thiên kịp thời đi đến, cuối cùng còn cứu sống Lưu Thái Hà.
chỉ cần có Lưu Thái Hà làm chứng thì Thái Bằng Trình sẽ trốn không thoát, nếu không thì cảnh sát tỉnh Bình Hải sẽ phải trực tiếp thả Thái Bằng Trình ra ngoài. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi nhớ tên ngốc Thái Bằng Trình không phải đã tự thú giết người ở thủ đô sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Là thế này, hắn bây giờ đã phản cung, những thứ kia không có chứng cứ, tóm lại bây giờ hắn rất sạch sẽ, hầu như không để lại dấu vết gì. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Lúc đó ở huyện Lâm Giang, nếu không phải có mặt cậu thì Lưu Thái Hà cũng đã chết, hắn bây giờ sẽ không cần trốn, có thể xuất hiện nghênh ngang. Vì vậy để tôi trực tiếp xử lý hắn là tốt nhất. Hạ Thiên nói. Hừ, cậu nên chú ý người uy hiếp mình, nếu hắn biết rõ lần này cậu lại chen tay phá đám, bọn họ sẽ trả thù cậu. Lãnh Băng Băng thấy hai chiếc xe cảnh sát phóng đến thì chuẩn bị bỏ đi. Trước tiên tôi phải đưa Lưu Thái Hà đi, tìm địa phương an toàn, đề phòng những sự kiện bất ngờ. Cảnh sát tỷ tỷ, nếu không tôi cùng đi với chị. Hạ Thiên gặp Lãnh Băng Băng thì không muốn buông tay. Không cần, cậu đi tôi cũng chẳng làm gì được. Lãnh Băng Băng từ chối không chút do dự, người này ở cùng nàng chẳng bao giờ thành thật, nàng căn bản không thể nào an tâm giải quyết chuyện chính sự. Vậy hôn tôi một cái. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Gương mặt Lãnh Băng Băng hơi đỏ lên, nàng có chút tức giận, lưu manh này sao cứ như vậy. Lãnh Băng Băng thấy hai chiếc xe cảnh sát dừng lại thì có chút chần chừ, sau đó nàng dứt khoát đưa môi anh đào đến hôn lên mặt Hạ Thiên. Được rồi, tôi đi, khi nào rảnh sẽ điện thoại cho cậu. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng xoay người bỏ đi. Nàng không dám cho Hạ Thiên chủ động, vì mỗi lần chủ động thì hắn luôn hôn nàng vài phút. Lãnh Băng Băng chủ động làm Hạ Thiên vui vẻ, vì vậy hắn mới thuận lợi để cho nàng đi. Vài phút sau Lãnh Băng Băng đi theo hai chiếc xe cảnh sát, nàng đưa Lưu Thái Hà đi, còn nàng đi đâu, Hạ Thiên cũng không biết rõ ràng. Sau khi Lãnh Băng Băng bỏ đi thì Hạ Thiên thuận tiện đi tìm Liễu Vân Mạn, nhưng khi hắn đến thì lại biết Liễu Vân Mạn đang làm giải phẫu, còn phải một giờ nữa mới xong. Rơi vào đường cùng, hắn quyết định đi tìm Vương Tiểu Nha, dù sao nơi này cũng gần chỗ Vương Tiểu Nha, thôi thì đi tìm nha đầu kia. Hạ Thiên vừa rời đi đến trường trung học cơ sở Giang Đại vừa điện thoại cho Vương Tiểu Nha. Hạ Thiên ca ca, cuối cùng anh cũng điện thoại cho em. Giọng trong trẻo dễ nghe của Vương Tiểu Nha vang lên, nàng có vẻ rất hưng phấn. Em biết anh sẽ không quên em. Vương Tiểu Nha không đợi Hạ Thiên mở miệng mà nói như súng máy. Hạ Thiên ca ca, em và ban học đánh cuộc, các nàng nói anh sẽ không quan tâm đến em nói điều này là không xảy ra. Vì vậy mà em luôn chờ điện thoại của anh. Hi hi, bây giờ em thắng, đúng rồi, Hạ Thiên ca ca, anh đang ở đâu? Anh đến tìm em có được không? Anh đang ở trước cổng trường em, nhưng là cổng sau. Hạ Thiên trả lời. À, Hạ Thiên ca ca, vậy anh cứ chờ ở đấy, em ra ngay. Vương Tiểu Nha nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại. Vài phút sau Hạ Thiên thấy một cô gái mặc váy đồng phục học sinh rất xinh đẹp chạy về phía bên này. Dưới chân nàng là giày da, chạy phát ra âm thanh rất lớn, một mái tóc không dài không ngắn vung qua lại, có vẻ rất khí phách. Với thị lực của Hạ Thiên tất nhiên có thể thấy rõ cô bé kia là Vương Tiểu Nha, hơn một tháng không gặp mà Vương Tiểu Nha vẫn xinh đẹp, nàng cũng không có biến đổi gì quá lớn. Bây giờ vì thời tiết lạnh mà nàng mặc nhiều quần áo hơn, chân còn đeo tất trắng, có chút hương vị khác biệt. Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha nhanh chóng chạy đến trước mặt Hạ Thiên. Sau đó nàng trực tiếp nhào vào lòng hắn. Lúc này cửa sau của trường trung học cơ sở Giang Đại không khóa, vì vậy Vương Tiểu Nha trực tiếp chạy sang phạm vi trường Đại học Giang Hải. Hạ Thiên bế Vương Tiểu Nha lên, sau đó hắn gật đầu thỏa mãn. Nặng hơn 2 cân, cũng không tệ. Hạ Thiên ca ca, em không muốn đi học, đưa em đi chơi được không? Vương Tiểu Nha tuy có thành tích học tập rất tốt nhưng không thích học, bây giờ nàng thấy Hạ Thiên xuất hiện, tất nhiên muốn đi chơi. Hạ Thiên còn chưa nói thì sau lưng đã có tiếng gào rất khoa trương. Trời ạ, sư phụ, anh lại vào đây lừa gạt trẻ em sao? Chương 826, chị mới là trẻ em. Chị mới là trẻ em, tôi không phải là trẻ em. Vương Tiểu Nha dùng giọng bất mãn đón lời. Còn nữa, chị đừng nói hưu nói vượn, cái gì gọi là lừa. Tôi là bạn gái của Hạ Thiên ca ca, chúng tôi đến với nhau quang minh chính đại. Cuối cùng nói cho chị biết. Hạ Thiên ca ca không phải là sư phụ của chị, anh ấy không muốn thu chị làm đệ tử. Người gọi Hạ Thiên là sư phụ tất nhiên là Triệu Thanh Thanh, nhưng lúc này ở đây cũng không phải chỉ có một mình Triệu Thanh Thanh, đi cùng nàng còn có 7-8 nam nữ, tuổi cũng không lớn, có lẽ là sinh viên Đại học Giang Hải,
Đám người này xuất hiện có vẻ rất chói mắt, không phải vì bọn họ cực kỳ đẹp mắt hay ăn mặc hàng hiệu, căn bản là trang phục của bọn họ rất thống nhất, tất cả đều là quần áo thể thao màu trắng, có cả giày trắng. Tất nhiên một nhóm người mặc toàn đồ trắng đứng với nhau sẽ cực kỳ chói mắt. Vương Tiểu Nha và Triệu Thanh Thanh đã sớm quen biết nhau, nhưng quan hệ giữa cả hai trước đây không được tốt cho lắm, lần đầu tiên gặp mặt đã cãi nhau, bây giờ vẫn không khá hơn, rõ ràng sắp ồn ào đến nơi. Em không phải trẻ em thì là gì? Em mới 12 tuổi, tất nhiên chỉ là một cô bé, chỉ có trẻ em mới ôm cổ người ta không buông như gấu bông. Triệu Thanh Thanh bĩu môi. Còn nữa, em cùng sư phụ có kết giao, bạn gái của sư phụ là chị Băng Băng, em tính là gì, cũng chỉ coi là nha hoàn đi theo làm của hồi môn cho chị Băng Băng mà thôi. Hừ, chị Giang ghen ghét, đang ghen ghét vì Hạ Thiên ca ca không nhớ đến chị, ai bảo chị không đẹp. Vương Tiểu Nha hừ một tiếng. Tôi thích được Hạ Thiên ca ca ôm như vậy, Hạ Thiên ca ca cũng thích ôm tôi mà không ôm chị, ai bảo chị quái dị như vậy. Này, ai là người quái dị? Sao tôi lại là người quái dị? Tôi dù sao cũng là một trong 10 đại hoa hậu học đường của Đại học Giang Hải. Triệu Thanh Thanh có chút căm tức. Cô bé, đừng ỷ mình tuổi còn nhỏ muốn nói gì thì nói nhé, dù em có xinh đẹp, lớn lên còn đẹp nữa sao? Chị gạt ai vậy? Em cũng biết Đại học Giang Hải của chị căn bản không có thập đại hoa hậu, chỉ có một hoa hậu giảng đường mà thôi, đó là chị Tiểu Kiều. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Chị là một tên lường gạt, tôi không thèm nghe lời chị, Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi. Đến chỗ khác chơi. Được. Hạ Thiên không có ý kiến gì, hắn xoay người chuẩn bị bỏ đi. Vương Tiểu Nha cũng chẳng biết có phải thị uy với Triệu Thanh Thanh hay không, nàng cứ ở lì trên người Hạ Thiên mà không xuống. Này sư phụ, đợi chút. Triệu Thanh Thanh thấy Hạ Thiên chuẩn bị đi thì lập tức nôn nóng, nàng vội vàng hét lên một câu. Có chuyện gì? Hạ Thiên có chút buồn bực, sau đó hắn nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, em có một cái điện thoại ở chỗ anh. Nhưng bây giờ anh không biết cái điện thoại đó đã đi đâu rồi, vì vậy em cũng đừng đến tìm làm gì. Chuyện điện thoại coi như xong, này sư phụ, có một cây gậy chết tiệt đến phá trường em, anh giúp em đi hạ gục hắn được không? Triệu Thanh Thanh nhanh chóng nói. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Cái gì là cây gậy chết tiệt? Hạ Thiên ca ca, cây gậy đó là một người Hàn Quốc. Vương Tiểu Nha mở miệng nói. Sư phụ, đó là Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa. Triệu Thanh Thanh ở bên kia có chút hưng phấn. Sư phụ không biết đấy thôi, em rất lợi hại, trước kia ở Đại học Giang Hải có hiệp hội Taekwondo, hiệp hội Karate, hiệp hội Judo, thậm chí còn có hiệp hội đánh nhau. Em dùng một tuần đi đánh ngã tất cả hội trưởng của các hiệp hội này, sau đó em lập nên Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa, bây giờ đây là một hiệp hội võ thuật duy nhất ở Đại học Giang Hải, em là hội trưởng. Hừ, Vương Tiểu Nha ở bên kia bĩu môi. Tôi thấy tám phần là giả danh lừa bịp nói mình là đệ tử của Hạ Thiên ca ca. Lần này Triệu Thanh Thanh cũng không muốn đấu võ mồm với Vương Tiểu Nha, nàng chỉ tiếp tục nói với Hạ Thiên. Sư phụ, hôm nay có một tên cây gậy, cũng chính là người Hàn Quốc đến phá hiệp hội, lúc đó em không có mặt, nhưng nghe nói chỉ đến 3 giờ là phải đi. Bây giờ cũng gần đến 3 giờ, em đang chuẩn bị đi dạo bảo tên cây gậy kia, sư phụ anh nên đến, nếu em thua thì anh cũng mất mặt. Em thua thì thua. Là em mất mặt, nào liên quan đến anh? Hạ Thiên lười biếng nói. Đúng vậy, chị nào có quan hệ gì với Hạ Thiên ca ca? Vương Tiểu Nha cũng phụ họa, nhưng ngay sau đó nàng lại đổi giọng. Nhưng, Hạ Thiên ca ca, chúng ta đến đó xem thế nào? Em muốn đến đó xem sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái, nhà đầu này vừa rồi còn muốn đi chơi, bây giờ sao lại không muốn đi? Đúng vậy, Hạ Thiên ca ca. Em muốn xem anh ngược đãi cây gậy kia. Vương Tiểu Nha cười hì hì. Có người muốn phá hiệp hội của chị ta, còn muốn đánh chị ta, chuyện hay như vậy sao không đến xem? Được rồi, chúng ta đi. Hạ Thiên vốn không có việc gì làm, đi đâu chơi cũng được, khi thấy Vương Tiểu Nha thích xem náo nhiệt thì hắn cũng chiều. Triệu Thanh Thanh thầm oán Vương Tiểu Nha độc ác, đồng thời cũng thầm cảm tạ nhưng trong miệng không nói gì. Dù là thế nào, dù tốt xấu ra sao thì nha đầu kia cũng giúp nàng khuyên Hạ Thiên, bây giờ có Hạ Thiên đi áp trận, nàng không cần lo lắng bị người ta đánh nát địa bàn. Sư phụ, bên này. Triệu Thanh Thanh nhanh tay nhanh chân tranh thủ dẫn đường. Vài phút sau mọi người đi đến cái gọi là Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa, tuy danh tiếng rất lớn nhưng thật ra nơi hoạt động của Hiệp hội chính là khu trung tâm hoạt động sinh viên của Đại học Giang Hải. Triệu Thanh Thanh coi như rất có bản lĩnh, vì có địa bàn,
hơn nữa nàng còn là người đẹp nên số thành viên hiệp hộ là rất đông, cộng thêm số người Triệu Thanh Thanh vừa đưa đến thì nơi đây có 7-80 người. Tất nhiên nhiều người như vậy tập trung cũng vì các thành viên đều nhận được một tin tức, có một tên đến phá hiệp hội, vì thế mà ai cũng đến đây. Hình như không thấy được người Hàn Quốc nào cả. Vương Tiểu Nha nhìn bốn phía, bộ dạng có hơi thất vọng. Lúc này nàng đã đi xuống, không còn bám trên người Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn tay trong tay với hắn, bộ dạng rất thân mật. Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha cũng làm cho không ít người chú ý, đúng là không có biện pháp, ai bảo Vương Tiểu Nha quá đẹp. Hội trưởng, đây là em gái của chị sao? Có người không nhịn được phải hỏi Triệu Thanh Thanh, vì ai cũng thấy tiểu mỹ nhân kia đi vào cùng Triệu Thanh Thanh. Không phải. Vương Tiểu Nha và Triệu Thanh Thanh căn bản là trăm miệng một lời. Khi có người đang định truy vấn quan hệ giữa Vương Tiểu Nha và Triệu Thanh Thanh thì ngoài cửa vang lên một âm thanh có hơi quái dị. Ai là Triệu Thanh Thanh? Khi nghe được âm thanh này thì mọi người cùng quay đầu nhìn lại, sau đó mọi người thấy một nam một nữ đi đến. Chương 827, 34D đấy nhé. Đi đầu là một nam sinh, bộ dạng phong nhã nhưng vẻ mặt có hơi lạnh lùng, điều này làm người ta sinh ra cảm giác lạnh lùng, nhưng cũng không biết hắn thật sự tàn khốc như vậy hay giả vờ. Sau lưng nam sinh lãnh khốc là một nam một nữ, đều hơn 20, tướng mạo nam sinh không tồi nhưng có hơi lùn, hắn mặc tây trang, cách ăn mặc khá chính thức. Còn nữ sinh cũng thật sự xinh đẹp, dáng người tương đối khá, mặc váy khá đẹp, ánh mắt dịu hiền làm người ta sinh ra cảm giác dịu dàng. Tôi là Triệu Thanh Thanh, anh chính là Kim Dân Hạo kia sao? Triệu Thanh Thanh đi tới, nàng nhìn chằm vào tên nam sinh đi đầu, sau đó nàng bĩu môi. Quả nhiên khá tuấn tú. Xem ra đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Bốn phía vang lên những tiếng cười vang, trong mắt nam sinh lóe lên cái nhìn tức giận nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Đúng vậy, tôi là Kiều Đông Hải, nghe nói Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa này tự xưng là tận diệt tất cả, tôi liền đến thử tay, đáng tiếc là cô chỉ biết khoác lác, thực tế không chịu nổi một đòn. Này, đừng nói hưu nói vượn, khi nào thì nói là tận diệt tất cả. Triệu Thanh Thanh có chút bất mãn. Tôi chỉ nói mình là vô đối thôi. Hội trưởng uy vũ. Hội trưởng thống nhất thiên hạ. Xử lý cây gậy. Đám người ồn ào, có tên còn nói, hội trưởng ngực nhỏ. Triệu Thanh Thanh lập tức nổi giận, nàng đạp bay tên kia. Chú muốn chết sao, chú nói chị ngực phẳng à. Nói cho chú biết, ngực chị là 34D đấy. Hừ, 34A sân bay thì có. Vương Tiểu Nha tiếp một câu. Em mới là sân bay. Triệu Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha tuyệt đối không quan tâm. Tôi sân bay cũng chẳng sao, tôi mới 12 tuổi, có rất nhiều cơ hội biến thành 34D. Chị 18 tuổi, sẽ không tiếp tục phát dục, cả đời đều là 34A. Thúi lắm, bây giờ chị là 34B. Triệu Thanh Thanh thở phì phò nhìn Vương Tiểu Nha. Nếu em còn nói hưu nói vượn, coi chừng bị chị đánh đòn. Hừ, trước tiên chị sẽ bị đánh. Vương Tiểu Nha bĩu môi, nàng chỉ vào Kim Dân Hạo. Người ta đang chờ đánh chị kìa. Tiểu Nha đầu chờ đấy, trước tiên chị đánh cây gậy, lát nữa sẽ biết tay. Triệu Thanh Thanh dùng ánh mắt căm giận nhìn Vương Tiểu Nha, sau đó nàng nhìn Kim Dân Hạo. Này, cây gậy chết tiệt, anh dám đến phá địa bàn của tôi môn đập bể đầu anh. Triệu Thanh Thanh, miệng của cô không sạch sẽ, trước tiên tôi sẽ vã vào miệng cô. Kim Dân Hạo đã sớm tức tối đến mức gương mặt tái nhợt, điều này cũng khó trách, đầu tiên Triệu Thanh Thanh nói hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ lại nói hắn là cây gậy chết tiệt, hắn không tức mới lạ. Kim Dân Hạo nói xong thì tiến lên phía trước, một bàn tay vỗ vào mặt Triệu Thanh Thanh. Cây gậy chết tiệt, dám chơi trò đánh lén sao? Triệu Thanh Thanh bất mãn mắng một câu, nhưng nàng mắng thì mắng nhưng động tác lại không chậm, nàng uốn eo rồi dịch chân, lập tức tránh ra. Triệu Thanh Thanh vừa động thì Hạ Thiên phát hiện nha đầu này có học phiêu miểu bộ, hơn nữa học được khá tốt. Tuy không tính là tinh thông nhưng gặp đối thủ bình thường sẽ không có vấn đề. Đáng tiếc là Kim Dân Hạo không phải là đối thủ bình thường, tốc độ ra tay của hắn là rất nhanh, hơn nữa chiêu thức lại biến hóa kỳ lạ, ra tay không theo lẽ thường, quả thật là một cao thủ. Tất nhiên nếu đứng ở góc độ Hạ Thiên thì cũng chỉ là tầm thường. Kim Dân Hạo và Triệu Thanh Thanh tới lui qua lại, hai bên khó phân thắng bại. Triệu Thanh Thanh học được khá nhiều chiêu thức nhưng hơi rối, có vẻ mất trật tự. Đây cũng là nguyên nhân nàng không có sư phụ tốt, cũng vì thế mà uy lực chiêu thức của nàng giảm xuống. Nếu xét về chiêu số thì nàng thua Kim Dân Hạo,
nhưng vì phiêu miểu bộ mà nàng tạm thời không bại. Này, cây gậy, sao chán vậy? Mau đánh đi, đánh chết chị ta đi. Vương Tiểu Nha ở đằng kia la hét rất bất mãn, nàng gào la một lúc lâu mà phát hiện Kim Dân Hạo không thể động vào Triệu Thanh Thanh, vì vậy nàng tức giận. Cái gì vậy, đẹp trai như vậy mà không chút lợi hại, Triệu Thanh Thanh nói không sai, có lẽ cây gậy này phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không sao nhìn ngon như vậy. Kim Dân Hạo đang cùng luận võ với Triệu Thanh Thanh, hắn nghe được những lời của Vương Tiểu Nha mà thiếu chút nữa đã tức chết. Đám người đứng bên ngoài theo dõi cũng không khỏi nhìn Vương Tiểu Nha vài lượt, tiểu mỹ nhân kia rốt cuộc đến vì ai? Hội trưởng cố lên! Đánh chết cây gậy Hàn Quốc! Giết hắn! Vài chục tên thành viên Hiệp hội Võ Thuật Trung Hoa đang cố gắng cổ vũ cho Triệu Thanh Thanh, có thể nói là khí thế rất mạnh, xem ra Triệu Thanh Thanh cũng rất có uy vọng. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, hắn nhìn nữ sinh đi cùng Kim Dân Hạo rồi có chút buồn bực. Này, cô nhìn tôi làm gì vậy? Sao? Nữ sinh kia chợt ngẩn ngơ, nàng đỏ mặt, sau đó vội vàng phủ nhận. Tôi không. Này, tôi mặc kệ cô có thừa nhận hay không, nhưng tôi nói cho cô biết, tuy tôi rất tuấn tú nhưng không có hứng với cô không đủ đẹp, tôi không thích cô. Hạ Thiên dùng giọng không vui nói. Đừng nhìn chằm chằm vào tôi không thích bị nhìn như vậy, đặc biệt là bị phụ nữ xấu nhìn vào. Đúng vậy, Hạ Thiên ca ca đã có bạn gái, chính là tôi. Vương Tiểu Nha ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, nàng dùng giọng thị uy nói với nữ sinh kia. Thật xin lỗi, hình như tôi đã được gặp anh trên mạng thì phải. Nữ sinh kia có chút ngượng ngùng. Xin hỏi, anh có phải là bạn trai của An Khả Khả? Tôi là chồng của An Khả Khả. Hạ Thiên trả lời. Vậy anh là Hạ Thiên? Nữ sinh kia lại hỏi. Nói nhảm, Hạ Thiên ca ca tất nhiên tên là Hạ Thiên, chị là ai, sao hỏi nhiều như vậy? Vương Tiểu Nha dùng giọng không vui hỏi. Thật xin lỗi, tôi là Masako Kimura. Nữ sinh kia trả lời. Tên dài thế, là người Nhật sao? Vương Tiểu Nha không khỏi hỏi. Đúng vậy, tôi đến từ Tokyo. Masako Kimura khẽ trả lời. Chúng tôi là lưu học sinh đến Đại học Giang Hải, Kim Dân Hạo là bạn của tôi. Bạn của chị đúng là vô dụng, đánh không lại một nữ sinh. Vương Tiểu Nha bĩu môi. Sau đó nàng nhìn nam sinh bên cạnh Masako Kimura. Này, anh ấy không phải là người Nhật đấy chứ? À, anh ấy cũng là người Tokyo. Masako Kimura trả lời. Á, những tiếng hô kinh hoàng chợt vang lên thu hút sự chú ý của Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha. Bọn họ quay đầu thấy Triệu Thanh Thanh đang biểu diễn thuật phi thân trên không, nàng tạo thành một đường cong xinh đẹp phóng vào trong đám người. Mọi người sợ bị nện lên người nên lập tức né tránh, tạo nên một khoảng đất trống. Triệu Thanh Thanh đáng thương té xuống sàn nhà tạo nên một tiếng vang lớn. Chương 828, không cần ra tay cũng có thể xử lý chú. Á! Hai hàng chân mày của Triệu Thanh Thanh trao thành một khối, nàng rên lên một tiếng đau đớn, có lẽ bị ném hơi thảm. Hay, quá hay! Vương Tiểu Nha vỗ tay. Triệu Thanh Thanh kia, lừa đảo bây giờ gặp báo ứng, à, cây gậy Kim Dân Hạo kia khá tốt, biết cố gắng, có thể đánh ngã Triệu Thanh Thanh là giỏi rồi. Đám người cũng không nói gì với sự hả hê của Vương Tiểu Nha, mà Kim Dân Hạo thì trợn mắt nhìn Vương Tiểu Nha. Cây gậy chết tiệt, anh có biết xấu hổ không? Anh dùng chiêu thức hạ lưu như vậy sao? Triệu Thanh Thanh lúc này đã bò từ dưới đất lên, nàng tức giận mắng. Hội trưởng, sao lại bảo cây gậy chết tiệt kia không biết xấu hổ? Có người không nhịn được phải hỏi. Cây gậy chết tiệt kia giở trò lưu manh đánh lén lên ngực, vì sợ bộ ngực 33D của bản hội trưởng loạn kết cấu. Nên mới bị hắn đánh trúng. Triệu Thanh Thanh tức giận mắng. Quá vô sỉ, không chút đạo đức nghề nghiệp, chẳng lẽ không biết ngực phụ nữ đừng đánh vào sao? Vì người ta không xem chị là phụ nữ. Vương Tiểu Nha nói tiếp một câu. Em câm mồm. Triệu Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Tiểu Nha, nhà đầu chết tiệt kia chỉ biết hả hê, chỉ biết ném đá xuống giếng. Cây gậy quả nhiên không biết xấu hổ, chơi trò đánh len. Chơi với dế. Hừ. Không có mặt mũi thì làm sao xấu hổ. Cây gậy cút đi. Cút. Đám người cùng ồn ào, ai cũng tin cây gậy chết tiệt không biết xấu hổ dám dùng chiêu thức hạ lưu đánh lén hội trưởng. Vẻ mặt Kim Dân Hạo vẫn lạnh lùng, không thay đổi vì tình cảnh xung quanh. Một lúc lâu sau hắn mới nói. Võ học Trung Quốc lúc nào mà chả như vậy, thua thì kiếm cớ này nọ, không bao giờ chịu thừa nhận mình không bằng đối thủ, đúng là đáng cười đến cực điểm. Ai kiếm cớ?
chẳng lẽ anh không đánh lén lên ngực tôi? Triệu Thanh Thanh tức giận nói. Trên chiến trường chỉ nói đến sinh tử, không nói đến kết quả, võ công cũng là như vậy, kết quả là quan trọng, thắng là thắng, thua là thua, dù dùng bất kỳ phương pháp gì cũng không quan trọng. Bây giờ tôi thắng cô thua, đây là kết quả. Kim Dân Hạo cười lạnh một tiếng. Cái gì là võ thuật Trung Hoa? Cũng chẳng gì hơn thế này, tôi khuyên các cô nên giải tán cái hiệp hội trời ơi này đi cho rồi. Được, cứ coi như cây gậy anh có lý. Triệu Thanh Thanh hừ một tiếng. Anh đánh thắng tôi thì có nghĩa lý gì, ngon thì đánh với sư phụ tôi. Sư phụ. Kim Dân Hạo cười lạnh. Đây cũng là trò của người Trung Quốc, đệ tử thua thì sư phụ trường mặt ra, nhưng không sao, dù là sư phụ của cô thì sao. Anh chiều nhé. Được, bây giờ anh tỉ thí với sư phụ tôi, chỉ cần sư phụ tôi dùng một ngón tay cũng có thể đâm chết anh. Triệu Thanh Thanh bĩu môi. Nhìn đi, đó là sư phụ của tôi. Triệu Thanh Thanh chỉ Hạ Thiên, điều này làm cho mọi người chú ý về hắn. Chú em là sư phụ của Triệu Thanh Thanh. Kim Dân Hạo nhìn Hạ Thiên rồi lạnh lùng nói. Không. Hạ Thiên phủ nhận. Tôi không có đồ đệ trời ơi như vậy. Đúng vậy, Hạ Thiên ca ca không phải là sư phụ của Triệu Thanh Thanh lừa đảo. Vương Tiểu Nha trừng mắt bất mãn nhìn Kim Dân Hạo. Mắt anh quá kém, hay là sửa cả mắt đi rồi. Kim Dân Hạo nghe nói như vậy thì trong mắt lóe lên cái nhìn tức giận, Triệu Thanh Thanh ở bên cạnh không khỏi thầm nghĩ, Tiểu Nha đầu kia mồm mép ác độc, xem ra sau này mình cãi nhau cũng khó thắng. Thế nào, không có dũng khí thừa nhận mình là sư phụ của Triệu Thanh Thanh kia sao? Kim Dân Hạo nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trong giọng nói có chút trào phúng. Hắn bị Vương Tiểu Nha mắng vài lượt, hắn cảm thấy so đo với trẻ nít chỉ hạ thấp chính mình, vì vậy dứt khoát đổ hết lên đầu Hạ Thiên. Vì hắn thấy Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha có quan hệ rất thân mật. Ngu quá! Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kim Dân Hạo. Triệu Thanh Thanh vốn không phải là đồ đệ của anh, nếu cô ta là đồ đệ của anh đây đã sớm đá cô ta chết tươi rồi. Mạnh mồm cũng là truyền thống chó má của Trung Quốc. Kim Dân Hạo cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc mạnh mồm cũng vậy mà thôi, làm được hay không mới là vấn đề. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Kim Dân Hạo. Này! Chú muốn ăn đòn sao? Chú thích thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ cho ăn đòn. Hạ Thiên ca ca, đánh đi, tên này rất thích ăn đòn. Vương Tiểu Nha ở bên cạnh cổ động Hạ Thiên. Đúng vậy, sư phụ, tên này không biết xấu hổ. Triệu Thanh Thanh cũng chạy đến, lần này nàng đứng cùng trận tuyến với Vương Tiểu Nha. Anh mau dạy bảo hắn một bài học, cho hắn biết anh lợi hại thế nào. Này, nếu em còn tiếp tục gọi anh là sư phụ thì ăn đòn đấy. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Triệu Thanh Thanh. Em đánh không lại một tên ngốc, lại còn dám gọi anh là sư phụ, đúng là quá dọa người. Hạ Thiên nói xong thì nhìn Kim Dân Hạo. Này, tên ngốc thích ăn đòn, anh sẽ cho chú biết thế nào là võ công lợi hại. Phải không, anh cũng muốn xem chú có bao nhiêu lợi hại. Kim Dân Hạo cười lạnh một tiếng. Hừ, sư phụ tôi chỉ cần dùng một ngón tay là đủ xử lý anh rồi. Triệu Thanh Thanh có chút hưng phấn. Sư phụ, dùng một ngón tay xử lý cây gậy. Á, đau quá. Hạ Thiên tung một đá vào mông Triệu Thanh Thanh, hắn đá văng nàng rồi bất mãn nói. Đừng gọi anh là sư phụ. Triệu Thanh Thanh lần này khá may mắn, nàng bay xa vài mét nhưng rơi xuống đất lại đứng. Nàng dùng tay xoa mông mà không dám tiếp tục gọi Hạ Thiên là sư phụ. Này, tên ngốc, tuy nha đầu Triệu Thanh Thanh kia không phải là đệ tử của anh, nhưng cô ta nói không sai. Anh chỉ cần dùng một ngón tay là xử lý được chú. Hạ Thiên nhìn Kim Dân Hạo. Nhưng anh thấy dùng một tay xử lý chú là lãng phí, anh không cần ra tay vẫn có thể xử lý chú. Hạ Thiên tiến lên phía trước một bước, sau đó hắn nói. Này, tên ngốc, mau ra tay, anh đứng bất động cũng có thể xử lý chú. Chú mày và Triệu Thanh Thanh giống hệt nhau, miệng không sạch sẽ. Kim Dân Hạo đã sớm bị những từ ngốc trong miệng Hạ Thiên làm cho nổi giận. Bây giờ nghe nói như vậy thì hắn không nhịn được nữa, hắn đột nhiên phóng về phía Hạ Thiên, một quyền nặng nề phóng đến. Hạ Thiên thật sự đứng yên không nhúc nhích, hắn căn bản không né, cứ để một đấm của Kim Dân Hạo đánh vào ngực mình. Rắc! Á! Khi hai âm thanh này vang lên thì Kim Dân Hạo bay ngược ra phía sau, hắn ngã nặng nề xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, biểu cảm đau đớn, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi như hạt đậu. Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn điềm nhiên như không. Thế nào, bây giờ biết rõ chưa? Chương 829, Triệu Thanh Thanh lừa tiền.
À, Hạ Thiên ca ca là tuyệt nhất. Vương Tiểu Nha vỗ bàn tay nhỏ, bộ dạng hưng phấn. Triệu Thanh Thanh thì nhỏ giọng nói một câu. Sư phụ này hình như càng lúc càng biến thái. Đám đệ tử Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa cũng cực kỳ kích động, đám người bắt đầu nghị luận. Châu, đúng là Châu. Quá Châu, tao muốn bái làm sư phụ. Người này thật sự là sư phụ của hội trưởng sao? Người này hình như tên là Hạ Thiên, cái tên có chút quen thuộc. Masako Kimura và người bạn người Nhật tên là Sơn Hạ Cương đã chạy đến bên cạnh Kim Dân Hạo, cả hai đỡ hắn lên. Cậu không sao chứ? Sơn Hạ Cương hỏi một câu. Không có gì. Kim Dân Hạo khẽ cắn môi. Chúng ta đi. Thừa dịp đám người còn đang nghị luận thì ba người Kim Dân Hạo lặng lẽ bỏ đi, đợi đến khi mọi người kịp phản ứng thì hắn đã đi mất. Hừ, tên cây gậy kia lén chạy mất rồi. Đúng vậy, tao còn muốn mắng vài câu. Có gì đâu, đánh không thắng thì đánh lén, bây giờ dù đánh lén cũng thau, vì vậy chạy lén, đúng là không phải đàn ông. Người ta vốn không phải là đàn ông, là cây gậy. Khi đám người kia còn ồn ào thì Vương Tiểu Nha kéo tay Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, bên này chẳng còn gì vui, chúng ta đi. Vương Tiểu Nha đến đây vốn chỉ muốn xem Triệu Thanh Thanh bị ngược đãi, bây giờ không có ai ngược đãi Triệu Thanh Thanh, tất nhiên nàng cũng chẳng còn hứng thú. Khi hai người vừa đi thì Triệu Thanh Thanh lại nói khoác. Thấy chưa, đó là sư phụ của tôi, sau này tôi lợi hại như sư phụ thì các người có thể lợi hại như tôi. Vì vậy gia nhập vào Hiệp hội Võ thuật Trung Hoa chính là vì tương lai to lớn, nhớ gọi thêm người để gia nhập, thuận tiện cũng nói cho rõ, học phí sẽ tăng, một năm 200, các người có thể trích được 50% hoa hồng. Triệu Thanh Thanh lợi dụng vào sự kiện vừa rồi để kiếm tiền, nếu Vương Tiểu Nha mà biết được thì sẽ cực kỳ tức giận, Triệu Thanh Thanh lừa đảo này dám mượn danh tiếng của Hạ Thiên để kiếm tiền. Lúc này một chiếc Toyota chạy khỏi Đại học Giang Hải, lái xe là Sơn Hạ Cương. Ngồi sau xe chính là Kim Dân Hạo với tay phải đã gãy xương. Nếu nói theo lý thì bây giờ hắn phải nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng đáng lý ra phải chạy đến bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải thì cả bọn lại chạy ngược lại, chẳng biết đi đâu. Bốp! Trong xe chợt vang lên âm thanh cái tát vang dội, trên mặt Kim Dân Hạo chợt xuất hiện năm dấu ngón tay đỏ tươi, người đánh hắn chính là Masako Kimura. Trước đó Masako Kimura tỏ ra rất dịu dàng mềm mại trước mặt Hạ Thiên. Nhưng lúc này gương mặt nàng chứa đựng sát khí, cặp mắt đẹp phóng hỏa. Nàng hung hăng nhìn Kim Dân Hạo rồi tức giận mắng. Này, ai cho anh đi luận võ với Triệu Thanh Thanh? Tôi đã nói với anh nhiều lần, bảo anh an phận, không được phép gây chuyện, anh lại thích như vậy. Thật xin lỗi, tôi chỉ nghe nói Triệu Thanh Thanh tự xưng là đồ đệ của Hạ Thiên, vì vậy muốn tìm Triệu Thanh Thanh xả giận cho tiểu thư. Kim Dân Hạo bị đánh một bạt tai nhưng không dám tức giận. Hắn nhỏ giọng giải thích với bộ dạng như làm sai việc. Anh câm miệng lại cho tôi. Masako Kimura nổi giận gầm lên một tiếng. Anh cho rằng Hạ Thiên dễ trêu sao? Anh cho rằng chút bản lĩnh của mình có thể thắng được hắn à? Anh có biết không, tôi thiếu chút nữa đã bị hắn chú ý. Tôi đã nói qua nhiều lần, các người không phải là đối thủ của Hạ Thiên, bây giờ tin chưa? Sao anh không biết suy nghĩ vậy? Nếu có thể đánh thắng được Hạ Thiên, tôi còn mất nhiều tâm cơ vậy sao? Không trực tiếp giết chết hắn cho rồi. Kim Dân Hạo cúi đầu, hắn không nói lời nào, thậm chí không dám nhìn Masako Kimura. Lần này tôi tha thứ cho anh, nếu lần sau còn dám không nghe lời, tôi sẽ cắt đứt chân tay của anh. Masako Kimura nói lạnh như băng. Bây giờ tôi nói với anh lần cuối, không cần xung đột chính diện với Hạ Thiên, cũng không cần tiếp cận hắn, cách xa càng tốt. Điều chúng ta cần làm bây giờ là âm thầm, chậm rãi giết chết tất cả đàn bà của hắn. Giết hết bạn bè của hắn, để hắn chậm rãi nhấp nháp sự đau đớn. Biết rồi, tiểu thư. Kim Dân Hạo nói thật nhỏ. Tôi cũng vì tốt cho anh. Lúc này giọng điệu của Masako Kimura mới có chút nhu hòa. Các anh trước kia không tin nhưng bây giờ đã biết, Hạ Thiên có thực lực thâm sâu khó lường, nếu chúng ta là kẻ địch của hắn, như vậy chỉ có một kết cục, đó chính là chết không rõ ràng. Masako Kimura dừng lại một chút rồi bổ sung. Đã có nhiều người chết không rõ ràng trong tay hắn. Cảm ơn tiểu thư, chúng tôi biết rõ cô vì tốt cho chúng tôi. Kim Dân Hạo ngẩng đầu lên, vẻ mặt giống như được sủng ái mà kinh hoàng. Hiểu là tốt. Masako Kimura nhàn nhạt nói một câu, sau đó nàng ngửa ra phía sau, hai mắt nhắm khẽ, không nói thêm điều gì. Lúc này trong lòng Masako Kimura đang thầm thề. Hạ Thiên, tôi sẽ làm cho anh tan cửa nát nhà,
thù này nhất định sẽ báo. Lúc này Hạ Thiên đang đi dạo với Vương Tiểu Nha trong khuôn viên trường trung học cơ sở Giang Đại Phụ, nguyên nhân rất đơn giản, Vương Tiểu Nha muốn đám bạn biết mình không bị bỏ rơi. Nàng đã đánh cuộc với người ta, nàng không thể thua, không phải chỉ vì tiền, quan trọng là thể diện, bây giờ nàng là chị lớn của trường, sao để bạn trai bỏ khơi khơi được. 12 tuổi và Vương Tiểu Nha vào trường này học, nhưng một tháng trước nàng đã đánh giáo viên, vì vậy mà chẳng còn ai muốn trêu chọc nàng. Những năm gần đây chuyện giáo viên bị đánh là chuyện thường, nhưng đánh giáo viên mà kết quả là không bị khai trừ, ngược lại giáo viên kia còn bị đuổi đi, hiệu trưởng cũng bị đuổi đi, cuối cùng giáo viên còn phải cầu xin nàng quay lại đi học. Một học sinh như vậy, dù là trong lịch sử trường Giang Đại Phụ thì cũng chỉ có một mình Vương Tiểu Nha. Tuy nha đầu Vương Tiểu Nha không dễ chọc vào nhưng lại không bị các giáo viên phản cảm. Đúng là không có biện pháp, ai bảo nàng có thành tích tốt, thường thì giáo viên rất thích học sinh như vậy. Hơn nữa nha đầu kia lại rất đẹp. Vương Tiểu Nha và Hạ Thiên đi vào trong trường Giang Đại Phụ thì đúng là thời gian lên lớp, bọn họ đi dạo quanh trường, sau đó nàng bỏ chạy mất, rõ ràng chiều nay nàng muốn cúp học. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi đâu chơi đây? Vương Tiểu Nha kéo Hạ Thiên ra bên ngoài trường. Nếu không chúng ta đi tìm chị Sở. Hạ Thiên đang muốn nói Sở Giao bây giờ không rảnh, đúng lúc điện thoại vang lên, hắn có chút khó chịu, đúng là quá linh. Hình như là dãy số của tên Canada trước đó. Nào, thằng ngu nào vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại. Hạ Thiên, tao nói rồi, nếu mày xen vào hành động của bọn tao, tao sẽ dùng hành động thực tế cho mày biết hậu quả, bây giờ đã có hậu quả, mà thỏa mãn chưa? Đầu dây bên kia là âm thanh trầm thấp, là tên khốn lần trước. Chương 830, người bệnh nổi điên. Thằng ngu, nói gì vậy? Hạ Thiên có chút khó hiểu. Xem ra mày còn chưa biết, quả nhiên chúng ta có chút chênh lệch, ha ha ha. Đầu dây bên kia chợt vang lên giọng cười lạnh lùng. Hạ Thiên, mày sẽ lập tức nhận được tin tức thôi. Điện thoại đột nhiên bị cắt, Hạ Thiên cảm thấy không ổn, chẳng lẽ tên ngốc ở Canada kia thật sự tiến hành trả thù với vợ hắn. Nhưng hắn đã tìm rất nhiều người bảo vệ các nàng, nào có chuyện gì xảy ra được. Dù là Vương Tiểu Nha bây giờ cũng có hai vệ sĩ đi theo, tất nhiên lúc này bọn họ đi cách rất xa. Vì Vương Tiểu Nha bây giờ và Hạ Thiên đang ở cùng nhau, bọn họ không muốn đến quá gặp. Hạ Thiên đang chuẩn bị điện thoại cho Kiều Đông Hải hỏi thăm tình hình, vì tất cả vệ sĩ đều do Kiều Đông Hải sắp xếp, nhưng hắn còn chưa điện thoại đi thì đối phương đã điện thoại đến. Có phải vợ tôi đã xảy ra chuyện? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi hỏi ngay. Kiều Đông Hải ở đầu dây bên kia chợt ngây người, sau đó không khỏi hỏi một câu. Hạ Thiên, sao cậu lại hỏi như vậy? Có người uy hiếp cậu sao? Đúng vậy, là tên Canada ngu ngốc kia, hắn điện thoại đến uy hiếp tôi, còn nói đã làm việc gì đó, anh mau hỏi đám vệ sĩ kia xem thế nào. Hạ Thiên có chút sốt ruột. Lỡ may vợ tôi xảy ra chuyện, tôi còn có thể kịp thời đến cứu. Tuy Hạ Thiên cảm thấy vợ mình sẽ không xảy ra chuyện, nhưng dù sao cũng phải đề phòng, vừa rồi người điện thoại đến nói bằng giọng điệu rất khẳng định, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy có chút lo lắng. Hạ Thiên, cậu đừng vội, không có gì. Kiều Đông Hải vội vàng nói. Vừa rồi ở bệnh viện phụ nhất có một người bệnh nổi điên đâm bị thương một y tá, sau đó còn cầm dao đâm về phía Liễu Vân Mạn, nhưng vệ sĩ đã không cho hắn cơ hội áp sát, đã chế phục. Liễu Vân Mạn có lẽ bị chút kinh hãi nhưng tuyệt đối không bị thương, có lẽ vì vậy mà Liễu Vân Mạn không nói cho cậu biết. Kiều Đông Hải dừng lại một chút rồi còn nói thêm. Vệ sĩ đã báo với tôi về vấn đề này. Vì vậy tôi mới điện thoại đến báo cho cậu một tiếng. Người khác không xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Thiên không khỏi hỏi một câu. Như vậy để tôi điện thoại xem cái đã. Kiều Đông Hải có chút không xác định. Sự kiện vừa rồi ở bệnh viện có vẻ không phải là ngẫu nhiên, vì cậu đã nhận được điện thoại uy hiếp, vì vậy có thể nói điều này nằm trong dự mưu của người khác. Tôi thấy dù thế nào thì một bệnh nhân cũng không nên thủ dao mang vào bệnh viện. Tên cầm dao đâm chị Vân Mạn đang ở đâu? Hạ Thiên lại hỏi. Có lẽ đang ở trong bệnh viện, cảnh sát còn chưa đến nhanh như vậy. Kiều Đông Hải nói. Được rồi, tôi sẽ đi qua. Hạ Thiên nói một câu rồi cúp điện thoại, sau đó hắn nói với Vương Tiểu Nha. Anh có việc cần phải đến bệnh viện, em không nên đi quá xa vệ sĩ. À, em biết rồi. Vương Tiểu Nha có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý. Khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã biến mất trước mắt Vương Tiểu Nha. Chưa đến 2 phút sau hắn đã đến bệnh viện phụ nhất, đã tìm được Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, cậu đến rồi.
Liễu Vân Mạn nhìn qua có vẻ vẫn còn kinh hồn bất định, khi thấy Hạ Thiên thì vội vàng chạy đến nắm chặt tay hắn. Chị Vân Mạn, chị đừng sợ, tên ngốc muốn giết chị ở đâu? Bây giờ em muốn bắt hắn. Hạ Thiên an ủi Liễu Vân Mạn một câu, cũng hỏi một câu. Liễu Vân Mạn chưa trả lời thì một giọng đàn ông vang lên. Hạ Tiên Sinh. Đây là một trong hai vệ sĩ của Liễu Vân Mạn, khi thấy hắn thì Hạ Thiên không tiếp tục hỏi Liễu Vân Mạn, hắn hỏi tên vệ sĩ. Tên ngốc muốn giết chị Vân Mạn đâu? Thật xin lỗi, Hạ Tiên Sinh, chúng tôi tưởng rằng đây chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn. Tên vệ sĩ nói với vẻ mặt hối lỗi. Lúc đó Liễu Tiểu Thư vừa trải qua cuộc giải phẫu trước đó không lâu, chị ấy đang đứng trong hành lang. Trước tiên tên kia đâm bị thương một y tá, sau đó mới vọt về phía Liễu Tiểu Thư. Người này nhìn có vẻ tùy ý chọn lựa mục tiêu, vì vậy chúng tôi chế phục hắn cũng không quá quan tâm, vừa rồi Kiều Tiên Sinh điện thoại đến, chúng tôi lập tức đến xem, không ngờ hắn đã tự sát. Tự sát sao? Hạ Thiên có chút bất mãn. Mau mang tôi đi tìm hắn, nếu còn chưa chết thì tôi cứu sống, sau đó lại xử lý. Vệ sĩ nhanh chóng đưa Hạ Thiên đi qua, nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra người kia không thể nào cứu sống được nữa, vì tên kia trực tiếp cắt cổ. Máu chảy đầy đất, dù là thần tiên cũng khó cứu. Điều này, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Dù Liễu Vân Mạn là bác sĩ, nhiều lần thấy máu và thi thể, nhưng tình cảnh lúc này vẫn làm nàng khó thích ứng. Hạ Thiên, nếu không chúng ta về phòng làm việc. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn đi theo Liễu Vân Mạn về phòng làm việc của nàng. Đúng lúc này Kiều Đông Hải cũng điện thoại đến, hắn nói cho Hạ Thiên biết đã xác nhận những người khác chẳng ai gặp chuyện không may. Xem ra sự kiện lần này quả thật là tên khốn Canada kia đứng sau màn ra tay. Hạ Thiên, nếu không tôi cho thêm mỗi người hai vệ sĩ nữa. Kiều Đông Hải hỏi thăm ý kiến của Hạ Thiên trong điện thoại. Tôi muốn tìm xử lý tên khốn kiếp kia. Hạ Thiên không vui vẻ gì, không người nào có thể uy hiếp hắn, dù là tên khốn Canada thì hắn cũng phải xử lý. Tên kia ở Canada, dù cậu muốn xử lý hắn cũng cần phải có thời gian. Kiều Đông Hải nói. Tôi thấy thế này, chúng ta tạm thời cho mỗi người thêm hai vệ sĩ, để đề phòng, cậu nghĩ biện pháp tìm cho ra người kia, cố gắng xử lý đối phương. Được, cứ như vậy. Hạ Thiên tán thành biện pháp của Kiều Đông Hải, tuy lần này Liễu Vân Mạn gặp chuyện không may, nhưng hắn vẫn ý thức được, đôi khi có những vấn đề khó đề phòng. Sau khi thương lượng thỏa đáng với Kiều Đông Hải thì Hạ Thiên cúp điện thoại, Kiều Đông Hải ở bên kia sắp xếp nhân thủ, Hạ Thiên lại chuẩn bị tìm kiếm thân phận tên khốn Canada. Hạ Thiên suy nghĩ và quyết định điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, để xem nàng có biện pháp hay không. Nhưng điện thoại còn chưa kịp gọi đi thì đã có người gọi đến, lần này lại là một dãy số đến từ Canada. Này thằng ngốc, mày nhất định phải chết. Hạ Thiên nhận điện thoại, hắn bất mãn nói. Hạ Thiên, thấy Liễu Vân Mạn còn sống, mày vui chứ? Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh trầm thấp. Mày có phải cảm thấy mình may mắn, có phải cảm thấy vệ sĩ rất giỏi? Đáng tiếc. Tao chỉ muốn nói với mày đây chỉ là đòn cảnh cáo mà thôi, tiếp theo chỉ sợ không phải là một kẻ điên khùng ra tay với Liễu Vân Mạn, sẽ là một y tá điên. Mày có thể tưởng tượng, khi cô ấy đang giải phẫu thì một y tá ở bên cạnh cho một dao, mày thấy cô ấy còn sống không? Thằng ngu, mày cứ chờ đấy, tao sẽ cho mày một dao. Hạ Thiên bất mãn nói, gần đây hắn không thích dùng dao nhưng cũng có ý niệm muốn cho đối phương một dao. Tao sẽ chém mày thành 18 mảnh. Chương 831, không trừ lại một thằng nào. Hạ Thiên, tao không muốn liều mạng với mày, vì vậy tao muốn cho mày một cơ hội cầu hòa, chỉ cần mày giết chết Lưu Thái Hà, tao có thể sẽ không tiếp tục nhắm vào phụ nữ của mày, tao có thể đảm bảo các nàng không gặp bất kỳ tổn hại nào. Người đàn ông ở đầu dây bên kia bắt đầu nói đến điều kiện, nhưng trong giọng nói tràn đầy hương vị uy hiếp. Ngu ngốc, đừng nói mày muốn cầu hòa, dù mày cầu xin tha thứ, tao cũng xử lý mày. Hạ Thiên rất bực bội. Đáng lý ra những thứ này không liên quan gì đến tao, nhưng bây giờ tao đã quyết định, tao sẽ xử lý tất cả đám chúng mày và Thái Bằng Trình, không trừ lại một thằng nào. Hạ Thiên không có tâm tư tiếp tục nói nhảm với đối phương, hắn lập tức cúp điện thoại, sau đó hắn kéo Liễu Vân Mạn bước đi. Chị Vân Mạn, trước tiên tôi đưa chị đến chỗ Tiểu Kiều, vài ngày sau không cần phải đi làm. Có chuyện gì xảy ra? Liễu Vân Mạn có chút mê hoặc. Chị Vân Mạn. Lát nữa tôi sẽ nói cho chị biết, chúng ta đi trước cái đã. Hạ Thiên bây giờ không có thời gian giải thích với Liễu Vân Mạn, hắn thấy nàng không được an toàn. Nếu tên ngốc Canada thật sự muốn ám sát Liễu Vân Mạn,
như vậy quá khó lòng đề phòng, dù sao vệ sĩ cũng không được đi theo vào phòng mổ. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng không hỏi gì, nàng theo Hạ Thiên đi đến Kiều gia, Hạ Thiên thì điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh. Chồng chồng, tìm em làm gì đấy? Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng hỏi. Đúng rồi, chồng, kỳ quái đấy nhé, tên khốn ở Canada kia sao lại gọi vài cuộc điện thoại cho anh? Tên ngốc kia uy hiếp anh muốn xử lý hắn, em có biện pháp gì truy tìm hắn không? Hạ Thiên hỏi. Tên kia rất thông minh, không thể nào định vị được, số điện thoại di động liên tục thay đổi, gọi xong là ném đi, hơn nữa điện thoại không thể xác định thân phận, vì vậy không biết hắn là ai. Tiểu Yêu Tinh lúc này thật sự không có biện pháp, tuy bây giờ nàng là hacker đệ nhất thế giới nhưng cũng chẳng phải là vạn năng. Không có biện pháp khác sao? Hạ Thiên có chút buồn bực, nếu không biết đối phương là ai, như vậy hắn cũng không có cách nào đi xử lý đối phương. Chồng, thật ra có một biện pháp, nhưng biện pháp này tốn thời gian tương đối dài, hơn nữa cũng không nhất định có thể tìm được người. Tiểu Yêu Tinh có chút ngượng ngùng. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Chồng. Là thế này, âm thanh của người kia đã được em phân tích, em có thể lập một phần mềm so sánh âm thanh, có thể tìm trong những trường hợp mà đối phương xuất hiện. Nếu người này đã từng nói gì đó qua những trường hợp công khai, ví dụ như diễn thuyết chẳng hạn, như vậy em có thể sẽ tìm ra hắn. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Nhưng số lượng là rất lớn nên khó thể xử lý hết, để em xem có thể mượn những chiếc siêu máy tính để dùng hay không, dù dùng siêu máy tính cũng phải mất vài ngày mới xong. Vậy thì cứ dùng biện pháp này, em nhanh tìm kiếm cho anh, tìm được thì nói ngay cho anh biết, anh nhất định sẽ xử lý tên ngốc kia. Hạ Thiên lần này đã làm ra quyết định, hắn nhất định phải xử lý đối phương. Lần trước tên kia điện thoại đến và hắn còn chưa quan tâm, nhưng hôm nay tên kia dám ra tay với Liễu Vân Mạn, điều này làm hắn cảm thấy khó thể nhịn được nữa. Được rồi, chồng, em cúp điện thoại đây, đến khi em tìm được sẽ điện thoại ngay cho anh. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên, rốt cuộc làm sao vậy? Chị Vân Mạn, em sẽ nói cho chị biết. Kiều Tiểu Kiều đã đi đến, nàng cũng đã biết rõ ngọn nguồn từ Kiều Đông Hải. Tiểu Kiều, chị Vân Mạn, mọi người cứ ở trong nhà không nên ra ngoài, tôi đi làm chút chuyện. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn chuẩn bị ra khỏi cửa. Kiều Tiểu Kiều vội hỏi một câu. Chồng, anh đi đâu vậy? Anh đến tìm tên ngốc Thái Bằng Trình. Hạ Thiên mở miệng nói, hắn không biết Tiểu Yêu Tinh rốt cuộc có tìm được tên ngốc Canada uy hiếp mình hay không, vì vậy hắn quyết định ra tay từ Thái Bằng Trình. Tên Canada kia đã rất quan tâm đến Thái Bằng Trình, sợ rằng Thái Bằng Trình sẽ biết được thân phận của đối phương. Hạ Thiên rời khỏi biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, hắn bấm một số điện thoại, lần này hắn gọi cho Lãnh Băng Băng. Chuyện gì vậy? Tôi đang lái xe. Lãnh Băng Băng lần này nhanh chóng nhận điện thoại. Cảnh sát tỷ tỷ, chị biết tên ngốc Thái Bằng Trình kia đang ở đâu không? Hạ Thiên hỏi. Tất nhiên là biết, còn đang bị giữ trong cục công an tỉnh, vừa rồi tôi đã sắp xếp cho Lưu Thái Hà, bây giờ đang quay về cục công an tỉnh. Lãnh Băng Băng trả lời, sau đó nàng hỏi lại một câu. Cậu hỏi vậy làm gì? Tôi muốn hỏi tên ngốc kia vài chuyện. Hạ Thiên cũng không giấu. Tên ngốc Canada kia uy hiếp tôi muốn xử lý hắn. Lại uy hiếp cậu. Lãnh Băng Băng có chút giật mình, sau đó nàng hiểu ra. Có phải vì trước đó cậu cứu Lưu Thái Hà? Đúng vậy, tên ngốc đó còn muốn làm hại chị Vân Mạn. Hạ Thiên có chút tức giận. Tôi đã quyết định sẽ tìm ra tên kia, thuận tiện cùng xử lý cả đám. Nhưng Thái Bằng Trình sẽ không mở miệng. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, nàng nói. Cảnh sát tỉ tỉ. Tất nhiên tôi có biện pháp ép hắn mở miệng. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần về điều này. Lãnh Băng Băng tất nhiên biết rõ Hạ Thiên muốn dùng thủ đoạn gì, nhưng nàng biết tổ chuyên án đến từ Bộ Công an sẽ không đồng ý với thủ đoạn của Hạ Thiên. Nhưng khi biết được hắn bị uy hiếp, hơn nữa Liễu Vân Mạn thiếu chút nữa đã bị thương thì Lãnh Băng Băng cũng ý thức được sự việc khó giải quyết, nếu không sau này rất phiền toái. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ rồi mở miệng hỏi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi vừa từ trong nhà Tiểu Kiều đi ra. Hạ Thiên thành thật trả lời. Vậy cậu chờ chút, tôi đến đón cậu, lát nữa chúng ta cùng vào cục công an tỉnh. Lãnh Băng Băng nhanh chóng nói. Đợi đến đó chúng ta sẽ nói với cục trưởng Hào một câu, để xem có biện pháp gặp Thái Bằng Trình hay không. Được, cảnh sát tỉ tỉ, tôi sẽ chờ chị. Hạ Thiên đáp ứng, hắn tất nhiên tình nguyện cùng Lãnh Băng Băng đến tìm Thái Bằng Trình,
còn sự việc sau này, dù người khác có đồng ý hay không, hắn nhất định phải gặp Thái Bằng Trình. Hạ Thiên chờ trước cổng Kiều gia 10 phút, sau đó một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở bên cạnh, người lái xe là Lãnh Băng Băng, khi xe còn chưa dừng lại ổn định thì Hạ Thiên đã mở cửa leo lên. 10 phút sau hai người xuất hiện ở cục công an tỉnh, dưới sự dẫn dắt của Lãnh Băng Băng, Hạ Thiên đi đến một gian phòng thẩm vấn. Chương 832, cậu ta có quyền như vậy. Hạ Thiên sao? Một giọng nói kinh ngạc vang lên, đúng là Hào Đồ, rõ ràng lão không ngờ Hạ Thiên lại xuất hiện ở đây. Cục trưởng Hào, Hạ Thiên có chút chuyện cần nói với Thái Bằng Trình, có thể dàn xếp được không? Lãnh Băng Băng khẽ hỏi. Hào Đồ nhìn bốn phía, sau đó cũng hạ thấp âm thanh. Tiểu Lãnh, chỗ này của tôi không có vấn đề gì, nhưng cô cũng biết lần này chúng ta liên hợp điều tra, quyền chủ đạo vẫn nằm bên phía Bộ Công an, chỉ sợ chuyện này phải được trưởng phòng Cao đồng ý mới được. Cục trưởng Hào, tôi cảm thấy trưởng phòng Cao có ý muốn bảo vệ Thái Bằng Trình, chỉ sợ ông ta không cho Hạ Thiên gặp mặt Thái Bằng Trình. Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Có biện pháp khác không? Cảnh sát tỷ tỷ, trưởng phòng Cao là ai vậy? Hạ Thiên không khỏi hỏi một câu. Là một thứ trưởng Bộ Công an, tên là Cao Bằng, lần này hắn ta phụ trách quá trình điều tra Thái Bằng Trình, tuy cấp bậc không bằng với cục trưởng Hào nhưng dù sao cũng đại biểu cho Bộ Công an. Vì vậy nếu hắn ta phản đối thì cục trưởng Hào cũng không có biện pháp. Lãnh Băng Băng khẽ giải thích. Hạ Thiên có chút khó chịu. Hắn không đồng ý thì tôi sẽ cho ăn đòn, nếu không tôi trực tiếp đưa Thái Bằng Trình đi là được. Lãnh Băng Băng có chút bất giác dĩ, nàng biết Hạ Thiên cũng không phải nói chơi, chuyện này tuyệt đối có thể làm thật. Thế này đi, chút nữa Tiểu Lãnh vào phụ trách thẩm vấn, Hạ Thiên cũng đi vào, tôi sẽ nói cậu là chuyên gia thẩm vấn của cục công an tỉnh. Cố ý ra vẻ như tôi mời đến, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Hào Đồ suy nghĩ rồi nói, tuy lão làm như vậy có vẻ không tuân theo quy định nhưng Hạ Thiên đã giúp rất nhiều, hơn nữa lão cũng tin Hạ Thiên, nếu để Hạ Thiên náo loạn, chẳng bằng để hắn trực tiếp vào phỏng vấn cho rồi. Như vậy thì hoàn toàn có thể, vậy phải làm phiền cục trưởng Hào. Lãnh Băng Băng vẫn rất khách khí với Hào Đồ, điều này làm cho ấn tượng của Hào Đồ với Lãnh Băng Băng là rất tốt. Tiểu Lãnh, cô và Hạ Thiên chờ một chút, trước tiên tôi đi liên hệ với trưởng phòng Cao. Hào Đồ khẽ gật đầu, sau đó lão đi vào phòng thẩm vấn. Hai phút sau Hào Đồ khẽ gật đầu với Lãnh Băng Băng. Tiểu Lãnh, có thể vào được rồi. Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên đi vào phòng thẩm vấn, cũng có ba người từ bên trong đi ra, khi đám người này đi ngang nhau thì một người đàn ông trung niên nhíu mày quát khẽ một tiếng. Chờ chút, trưởng phòng Cao, có chuyện gì sao? Lãnh Băng Băng hỏi một câu, nàng khá quen thuộc đám người kia, tất nhiên biết rõ đây là Cao Bàng. Cao Bàng không quan tâm đến Lãnh Băng Băng, hắn quay đầu nhìn Hào Đồ rồi dùng giọng mất vui nói. Cục trưởng Hào, đây là chuyên gia thẩm vấn mà anh nói sao? Cao Bàng vừa nói vừa nhìn về phía Hạ Thiên, rõ ràng hắn đang tỏ ra nghi vấn với Hạ Thiên. Đúng vậy, trưởng phòng Cao, đây là chuyên gia thẩm vấn chúng tôi mời đến. Hào Đồ khẽ gật đầu. Lão không giới thiệu thân phận của Hạ Thiên, rõ ràng không muốn cho vị trưởng phòng Cao kia biết Hạ Thiên là ai. Tuy Hào Đồ chỉ nói bừa với cái gọi là chuyên gia phỏng vấn, nhưng Lãnh Băng Băng lại cảm thấy Hạ Thiên thật sự xứng danh, Hạ Thiên thật sự là chuyên gia thẩm vấn, tất nhiên là chuyên gia bức cung. Phải không? Cao Bàng cười lạnh một tiếng. Nhưng tôi biết hắn chẳng phải là chuyên gia phỏng vấn, thậm chí còn chẳng phải là cảnh sát. Hào Đồ nghe thấy như vậy thì cảm thấy có chút không ổn. Cao Bàng này biết Hạ Thiên sao? Trưởng phòng Cao, cậu ấy quả thật không phải là cảnh sát, nhưng là chuyên gia thẩm vấn. Hào Đồ dứt khoát nói, dù sao trước đó lão cũng không nói Hạ Thiên là cảnh sát, vì vậy Cao Bàng cũng chẳng làm gì được. Cục trưởng Hào, tôi mặc kệ hắn có phải là chuyên gia thẩm vấn hay không, nhưng hắn không phải là cảnh sát, như vậy không thể tham gia vào vụ này. Giọng điệu của Cao Bàng có chút cứng nhắc. Còn nữa, tôi cũng không hiểu anh làm gì. Tôi sẽ báo cáo với bộ về vấn đề này. Cao Bàng vừa nói dứt lời thì phát hiện Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi vào, vì vậy hắn quát lên một tiếng. Đứng lại, làm gì đấy? Hạ Thiên vẫn không chú ý đến Cao Bàng, hắn đã thấy được Thái Bằng Trình, bây giờ đối phương đang đeo còng tay, còn có cả xiềng chân, rõ ràng là trọng phạm. Nhưng người này có vẻ rất bình tĩnh, không chút tiểu tụy. Tên ngốc này hình như khá tốt thì phải. Hạ Thiên nói thầm một câu. Người này có thể ăn có thể ngủ, thật ra không khác gì người bình thường. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh giải thích một câu, Thái Bằng Trình quả thật là một kẻ ngoại lệ,
dù khi thẩm vấn hắn vẫn có thể ngủ. Hạ Thiên, mau ra ngoài cho tôi. Cao Bàng quát lên, rõ ràng hắn đã biết thân phận của Hạ Thiên. Đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cao Bàng. Nếu không tôi cho ông ăn đòn. Mày. Cao Bàng tức đến mức mặt mũi tái nhợt. Mày muốn gì? Tôi muốn hỏi tên ngốc Thái Bằng Trình vài vấn đề, ông tốt nhất đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cao Bàng. Bây giờ tôi tâm tình không được tốt, vì vậy tôi có thể xử lý ông bất kỳ lúc nào. Hào Đồ ở bên cạnh cũng không biết nói gì, lão liên hệ với Hạ Thiên quá ít nhưng nghe được rất nhiều lời đồn đãi về hắn. Người khác đều nói hắn rất kiêu ngạo, bây giờ xem như đã biết, người ta là một trưởng phòng của Bộ Công an, vậy mà Hạ Thiên mở miệng là nói sẽ xử lý. Hạ Thiên, mày không phải là cảnh sát, mày không có quyền thẩm vấn Thái Bằng Trình. Cao Bàng có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Mày làm như vậy đúng là coi trời bằng vung. Ông sai rồi, cậu ấy có quyền lực như vậy. Một giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ động lòng người vang lên. Khi giọng nói này vang lên thì một cô gái mặc áo da bó sát người xuất hiện ở cửa ra vào phòng thẩm vấn. Tuy nàng đeo kính râm rất rộng và che cả gương mặt, nhưng những đường cong duyên dáng của nàng vẫn làm cho đám đàn ông thất thần. Người kịp phản ứng đầu tiên chính là Hạ Thiên, hắn lóe người đến bên cạnh người đẹp hắc y, hắn vươn tay muốn ôm nàng rồi hô một câu. Vợ Mỹ Nhi, sao lại đến đây? Người xuất hiện ở cửa ra vào chính là Mỹ Nhi, nàng khẽ lóe người tránh khỏi cái ôm của Hạ Thiên, sau đó nàng lấy một tờ giấy chứng nhận đưa cho Cao Bàng, giọng điệu vẫn lạnh như băng. Bắt đầu từ bây giờ Thái Bằng Trình do chúng tôi tiếp nhận. Cao Bàng nhìn giấy chứng nhận mà vẻ mặt chợt biến đổi. Cô là ám. Biết rõ là được. Mỹ Nhi cắt lời Cao Bàng, nàng thu hồi giấy chứng nhận. Bây giờ tôi muốn mang Thái Bằng Trình đi, ông không có ý kiến gì chứ? Vẻ mặt Cao Bàng chợt biến đổi lớn, sau đó hắn đột nhiên nói. Đợi chút, tôi có ý kiến. Có ý kiến thì cứ để trong lòng, nói ra vô dụng. Mỹ Nhi lạnh lùng nói. Chương 833, thủ trưởng của cô là ai? Khi nghe được những lời này của Mỹ Nhi thì vẻ mặt đám người bên cạnh rất đặc sắc, Hào Đồ thầm nghĩ, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này có thân phận gì? Nhìn thì có vẻ rất thân thuộc với Hạ Thiên. Hơn nữa Hào Đồ thấy người phụ nữ này còn kiêu ngạo hơn cả Hạ Thiên, cũng không thèm nể mặt Cao Bàng. Lãnh Băng Băng lại nhận ra Mỹ Nhi, trước đó khi Lý Minh Hiên gây rối ở nhà nàng, khi đó Mỹ Nhi từng xuất hiện. Nhưng trước đó Mỹ Nhi còn chưa quen biết Hạ Thiên, bây giờ nghe Hạ Thiên xưng hô với Mỹ Nhi thì biết quan hệ giữa cả hai đã không còn tầm thường. Cao Bàng thiếu chút nữa đã bị những lời của Hạ Thiên làm cho nghẹn chết, hắn vốn không có gì để nói, nhưng khi Mỹ Nhi hỏi một câu, hỏi hắn có ý kiến không, tất nhiên hắn phải có ý kiến. Nhưng hắn không ngờ người phụ nữ này nói ra rất rõ ràng, có ý kiến cũng vô dụng, như vậy còn hỏi làm gì. Cao Bàng cảm thấy mình bị Mỹ Nhi này đùa giỡn, trong lòng rất căm tức, vì vậy hắn mở miệng. Chờ chút, đây là án hình sự bình thường, hình như các người không được tiếp nhận. Có phải là vụ án bình thường hay không, điều này không phải do các anh nhận định, mà do chúng tôi nhận định. Mỹ Nhi lạnh lùng nói. Tôi không cần phải giải thích với các ông, nếu có vấn đề gì, các anh có thể kháng nghị với thủ trưởng của tôi. Mỹ Nhi dừng lại một chút rồi bổ sung. Thuận tiện cũng hảo tâm nhắc nhở ông một câu, thủ trưởng của tôi có mặt ở đây, ông có thể trực tiếp trách cứ. Cái gì? Vẻ mặt Cao Bàng lại biến đổi. Cô, thủ trưởng của cô là ai? Cao Bàng nói lời này thì cũng không nhịn được phải quét mắt nhìn đám người ở đây, hắn cũng không thể biết được thủ trưởng của Mỹ Nhi là ai. Thủ trưởng của tôi tất nhiên là cậu ấy. Mỹ Nhi chỉ vào Hạ Thiên. Vì vậy cậu ấy có đủ quyền lực để thẩm vấn Thái Bằng Trình. Vẻ mặt Cao Bàng chợt trở nên trắng bệch, Hạ Thiên và thủ trưởng của Mỹ Nhi, tiểu tử này là người của ám tổ. Tuy hắn không biết thân phận của Mỹ Nhi trong ám tổ, nhưng điều này đủ để chứng minh thân phận của Hạ Thiên trong ám tổ là rất cao, ít nhất cũng cao hơn người phụ nữ này. Vợ Mỹ Nhi, đừng nói nhiều với tên ngốc kia. Chúng ta trực tiếp đưa tên ngốc Thái Bằng Trình này đi là được. Hạ Thiên lúc này trực tiếp xách Thái Bằng Trình từ trên ghế lên. Không, không cần, tôi không đi, tôi sẽ tình nguyện nói tất cả, đừng cho hắn đưa tôi đi. Vẻ mặt Thái Bằng Trình lúc này chợt biến đổi lớn, hắn kêu lên điên cuồng. Nếu hỏi bây giờ hắn sợ nhất là ai, đáp án chỉ có một, đó chính là Hạ Thiên. Thực tế thì từ khi Hạ Thiên tiến vào thì Thái Bằng Trình đã rất bối rối, nhưng hắn vẫn giả vờ trấn định. Nhưng bây giờ Cao Bàng đã không thể ngăn cản Hạ Thiên, hắn khó thể khống chế sự sợ hãi,
vì vậy mà không nhịn được phải hô lên. Hào Đồ ở bên cạnh và một vài tên công an tỉnh cũng không khỏi ngạc nhiên, Hạ Thiên có uy lực lớn như vậy sao? Hắn còn chưa thẩm vấn mà Thái Bằng Trình đã bị dọa thành như vậy, đúng là không hổ danh chuyên gia thẩm vấn. Này, câm miệng cho tôi, đợi lát nữa tha hồ nói. Hạ Thiên đâm một châm lên người Thái Bằng Trình, đối phương lập tức không nói ra lời. Hạ Thiên dùng một tay nhấc Thái Bằng Trình, một tay kéo Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, vợ Mỹ Nhi, chúng ta đi, đổi địa phương thẩm vấn tên ngốc này. Hạ Thiên nói đi là đi, hắn kéo Lãnh Băng Băng ra khỏi phòng thẩm vấn, Mỹ Nhi cũng nhanh chóng đuổi theo. Lần này Cao Bàng không dám ngăn cản, còn những người khác tất nhiên sẽ chẳng dám cản. Cứ như vậy mà đám người phải đưa mắt nhìn ba người Hạ Thiên mang theo Thái Bằng Trình bỏ đi. 10 phút sau Hạ Thiên về đến Kiều Gia, Mỹ Nhi vốn muốn mang Thái Bằng Trình về quân khu, nhưng Hạ Thiên cảm thấy nên đưa Thái Bằng Trình về thẩm vấn ở Kiều Gia thì hay hơn. Mà Mỹ Nhi cũng không kiên trì ý kiến của mình, nàng đồng ý cách làm của hắn. Hạ Thiên mang theo Thái Bằng Trình vào khu nhà chuyên dùng để thẩm vấn của Kiều Gia, Thái Bằng Trình bị quẳng ra đất, sau đó hắn đâm vài châm lên người của đối phương. Trước hết để cho chú nếm thử hương vị sống dở chết dở, lát nữa anh sẽ hỏi chú vài vấn đề. Lúc này vẻ mặt Thái Bằng Trình cực kỳ đau khổ, nhưng hắn không lên tiếng, vì lúc này Hạ Thiên còn chưa khôi phục công năng mở miệng của hắn. Tôi có việc muốn hỏi cậu. Mỹ Nhi nói với Hạ Thiên. Vợ Mỹ Nhi, có chuyện gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Cậu theo tôi. Mỹ Nhi lóe lên rồi biến mất. Cảnh sát tỉ tỉ, chị chờ chút, tôi sẽ lập tức quay lại. Hạ Thiên vội vàng nói một câu, sau đó nàng nhanh chóng đuổi theo. Mỹ Nhi cũng không đi xa, nàng đi ra bên ngoài, rõ ràng nàng chỉ muốn cùng nói vài chuyện với Hạ Thiên mà thôi. Vợ Mỹ Nhi, thật ra cảnh sát tỷ tỷ không phải là người ngoài, có gì chị cứ nói trước mặt chị ấy. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Đây là vài thứ của cậu. Mỹ Nhi lấy ra một cái hộp đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Mỹ Nhi, đây là thứ gì? Cậu mở ra chẳng phải là biết sao? Mỹ Nhi tức giận nói. Hạ Thiên mở ra nhìn nhìn, hắn thấy bên trong cũng chẳng có thứ gì, chỉ là một tờ giấy chứng nhận, một tấm thẻ ngân hàng, vài tấm hộ chiếu, một chiếc đồng hồ. Đây là những vật chứng minh cậu có thân phận là người ám tổ, lúc này ám tổ đã chính thức được trùng kiến, bây giờ cậu là tổ trưởng ám tổ, cũng chính là ám hoàng thứ hai. Những tấm hộ chiếu này dùng để đề phòng những chuyện bất đắc dĩ, ví dụ như cậu xuất ngoại thì sẽ có tác dụng. Tấm thẻ ngân hàng này có tiền của ám tổ đưa cho cậu, tất nhiên cậu cũng có thể bỏ tiền của mình vào, hơn nữa tấm cát này sẽ không bị đóng băng. Mỹ Nhi giải thích, còn chiếc đồng hồ này, đây là sản phẩm công nghệ cao đặc chế chuyên biệt, không phải chỉ là đồng hồ, còn có tác dụng gửi thư từ qua lại và định vị. Nếu có ai liên lạc với cậu qua đồng hồ này, như vậy đối phương cũng là người ám tổ, dù không có tín hiệu điện thoại thì chiếc đồng hồ này vẫn có thể liên hệ được. Hạ Thiên nghe mà cảm thấy mơ hồ. Vợ Mỹ Nhi, thứ này dùng thế nào? Tôi dạy cho cậu, đồng hồ này có một hệ thống phân biệt thân phận, trước tiên sẽ tiến hành nhận thân, sau đó mới được kích hoạt. Mỹ Nhi lần này rất kiên nhẫn, nàng bắt đầu dạy Hạ Thiên cách sử dụng đồng hồ. Nhưng Hạ Thiên không am hiểu sản phẩm công nghệ cao, vì vậy đến lúc cuối cùng khi biết được toàn bộ công năng thì đã mất hơn nửa giờ. Nhớ kỹ, đồng hồ này phải luôn đeo trên người, dù thế nào cũng đừng gỡ xuống, giấy chứng nhận phải bảo quản cho tốt. Đừng để bị mất, hiểu chưa? Cuối cùng Mỹ Nhi còn đặc biệt dặn dò một câu. Biết rồi, vợ Mỹ Nhi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn vung tay muốn ôm lấy nàng. Lúc này Mỹ Nhi vì đứng quá gần hắn, lại vội vàng không chuẩn bị kịp nên chẳng thể né tránh, vì vậy mà bị hắn ôm vào lòng. Một giây sau Hạ Thiên còn tháo cả kính râm của nàng xuống. Vợ Mỹ Nhi, nãy giờ chị đã khổ sở dậy bảo tôi, trước tiên tôi ban thưởng cho chị. Hạ Thiên nói rồi hôn Mỹ Nhi, đáng tiếc là lúc này hắn lại nghe được giọng nói lo lắng của Lãnh Băng Băng. Hạ Thiên, mau đến đây, Thái Bằng Trình có gì đó rất lạ. Chương 834, cho thống khoái. Hạ Thiên nhanh chóng hôn lên mặt Mỹ Nhi, sau đó hắn buông nàng ra, thuận tay đeo kính râm cho nàng, sau đó hắn đi về phòng, hắn cũng không muốn để cho Thái Bằng Trình chết giấc. Mỹ Nhi có chút tức giận, người này rõ ràng không buông tha cho bất kỳ cơ hội gì để chiếm tiện nghi của nàng. Lãnh Băng Băng nhìn Mỹ Nhi, lúc này nàng đã xác định Mỹ Nhi có quan hệ không tầm thường với Hạ Thiên. Khoảnh khắc khi Mỹ Nhi đeo kính râm thì Lãnh Băng Băng cũng thấy được một gương mặt xinh đẹp tuyệt vời, vô tình trong đầu nàng cũng có ý nghĩ ghen ghét, Mỹ Nhi này không ngờ lại xinh đẹp như vậy.
Tất nhiên Lãnh Băng Băng sẽ nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nàng lập tức đi vào nhà, sau đó nàng thấy Hạ Thiên đang đâm kim lên người Thái Bằng Trình, vì vậy mà không khỏi hỏi một câu. Thế nào, hắn ta không sao đấy chứ? Tôi thấy hắn giống như đã hôn mê. À, không có gì, tôi chỉ muốn tra tấn 10 phút đồng hồ, kết quả không cẩn thận để thời gian quá dài, vì vậy mà người này đã hôn mê. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hắn sẽ tỉnh ngay thôi. Lãnh Băng Băng không khỏi liếc mắt nhìn Mỹ Nhi, nàng thầm nghĩ Lưu Manh ôm đại mỹ nữ quá lâu, tất nhiên là mất thời gian. Lãnh Băng Băng cũng không biết rõ mình đã hiểu lầm Hạ Thiên, trong thời gian 30 phút hắn mất phần lớn thời gian để học hỏi, chỉ có một giây đồng hồ cuối cùng hắn mới ôm hôn Mỹ Nhi, nhưng một giây đồng hồ cuối cùng này lại bị Lãnh Băng Băng nhìn thấy. Này, tỉnh lại! Hạ Thiên đá lên người Thái Bằng Trình. Đừng giả vờ chết! Hạ Thiên đá vào người làm Thái Bằng Trình kêu lên một tiếng đau đớn, hắn mở to mắt dựa vào góc tường, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt có vẻ sợ hãi. Hạ Thiên, rốt cuộc mày muốn làm gì? Thái Bằng Trình khó nén nổi khủng hoảng. Lãnh Băng Băng không khỏi nhìn Hạ Thiên, bản lĩnh của Lưu Manh này thật sự không thể chê, những ngày qua nàng cũng không phải không thẩm vấn qua Thái Bằng Trình, nhưng trước nay Thái Bằng Trình cực kỳ bình tĩnh. Nhưng bây giờ Hạ Thiên còn chưa kịp thẩm vấn thì Thái Bằng Trình đã luống cuống. Xem bộ dạng như vậy thì Thái Bằng Trình thật sự sợ hãi từ trong lòng với Hạ Thiên. Này, thằng ngu, nửa giờ qua có thoải mái không? Hạ Thiên lười biếng nói. Hạ Thiên, tao và mày nào có thủ oán gì? Dù mày muốn giết tao thì không thể cho một phương pháp thoải mái sao? Làm gì phải tra tấn? Thái Bằng Trình cắn răng hỏi, nửa giờ qua quả thật là cơn ác mộng khủng bố nhất của cả đời hắn, cuối cùng hắn đã biết cái gì được gọi là sống dở chết dở. Điều làm hắn cảm thấy khó chịu chính là hắn đau đến mức khó thể chịu được nhưng chẳng thể nào phát ra được tiếng kêu phát thiết nổi đau, cảm giác này làm hắn cảm thấy bất lực chưa từng có. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật ra, anh và chú không có thủ oán gì, anh cũng không có hứng thú tra tấn chú, nhưng có một thằng ngu uy hiếp anh ở Canada, thằng ngu này làm phiền anh, vì vậy anh mới phải làm phiền chú muốn trách anh cũng không được, chú phải trách đám ngu ngốc ở Canada. Tao không biết mày nói về thứ gì. Á. Thái Bằng Trình còn chưa nói dứt lời thì đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét này có hương vị sởn tóc gáy làm cho Lãnh Băng Băng ở bên cạnh không khỏi cảm thấy có chút đáng thương. Tất nhiên nàng cũng không phải thật sự cảm thấy Thái Bằng Trình đáng thương, ngược lại Mỹ Nhi đứng ngoài cửa vẫn điềm nhiên như không giống như chẳng có chút cảm giác. Rõ ràng tố chất tâm lý của Mỹ Nhi tốt hơn Lãnh Băng Băng rất nhiều. Này, Thái Bằng Trình, vừa rồi chú đã trải qua nửa giờ đặc sắc, nhưng anh nói cho chú biết, 15 phút sau sẽ còn đặc sắc hơn. Trước mặt anh thì chú chỉ có đau đớn, càng ngày càng khổ sở. Hạ Thiên vừa nói vừa lấy ngân châm đâm lên người Thái Bằng Trình vài cái. Thế nào, bây giờ thấy rõ chưa? Á, Hạ Thiên, mày, cầu mày, cho tao chết thống khoái. Thái Bằng Trình liên tục kêu gào thảm thiết, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo. Hạ Thiên lại không động, sau đó hắn mới lóe người đến trước mặt Mỹ Nhi, hắn cười hì hì. Vợ Mỹ Nhi. Cho tôi hôn một cái nhé. Hạ Thiên vừa rồi chỉ mới hôn Mỹ Nhi như chuồn chuồn lướt nước, tuyệt đối không quá vui sướng, bây giờ hắn muốn làm lại. Tôi đi đây. Mỹ Nhi xoay người muốn bỏ đi. Hạ Thiên chợt sững sờ. Vợ Mỹ Nhi, chị đi đâu vậy? Trở lại thủ đô. Mỹ Nhi thản nhiên nói. Tôi chỉ đến đưa vài vật phẩm cho cậu, bây giờ xong việc, tất nhiên tôi phải đi. Mỹ Nhi quả thật chỉ đến đưa giấy chứng nhận cho Hạ Thiên. Nàng định để Mộc Hàm đến, nhưng Mộc Hàm lại đẩy cho nàng, nói rằng nàng đưa sẽ thuận tiện hơn. Cuối cùng nàng phải đến đây, nhưng nàng thật sự không muốn đưa mình cho sắc lang này, nàng cũng định xem Hạ Thiên sẽ thẩm vấn Thái Bằng Trình thế nào, nào ngờ tên này thẩm vấn cũng dở trò lưu manh, nàng tức giận và muốn bỏ đi. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh cũng có chút tức giận, lưu manh chết tiệt này đứng trước mặt nàng và làm loạn với một người phụ nữ khác, đúng là quá đáng chết. Vợ Mỹ Nhi. Chị vất vả đến thành phố Giang Hải, sao có thể đi? Hạ Thiên vội vàng nói. Chị không đợi ngày mai đi được sao? Mỹ Nhi nhìn Thái Bằng Trình còn đang kêu gào thảm thiết, sau đó nàng lên tiếng. Trước tiên cậu cứ phỏng vấn Thái Bằng Trình, tôi cũng biết rõ chuyện cậu bị uy hiếp, nếu cậu có thể hỏi được vài tin tức từ trong miệng hắn, như vậy tôi và Mộc Hàm ở thủ đô cũng dễ xử lý. Được rồi, trước tiên tôi hỏi tên ngốc này. Hạ Thiên lách mình đến trước mặt Thái Bằng Trình. Hắn đâm một châm lên người đối phương rồi hỏi. Này, ngu ngốc, bây giờ biết rõ anh đang nói gì rồi chứ? Mày muốn gì tao cũng nói,
chỉ cần mày cho tao ra đi được thống khoái một chút. Thái Bằng Trình thở hổn hển, trên mặt đầy mồ hôi. Vậy chú nói cho anh biết, tên ngốc ở Canada là ai? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh bổ sung một câu. Có một tên ở Canada điều khiển đám người trong nước, trước tiên bọn họ bắt cóc vợ của cục trưởng Hào, hôm nay muốn giết Lưu Thái Hà, còn uy hiếp Hạ Thiên không được nhúng tay vào, anh biết hắn là ai chứ? Đúng vậy, tên ngốc kia uy hiếp anh muốn xử lý hắn, nếu chú nói ra tên của hắn, anh sẽ không tra tấn chú. Hạ Thiên còn nói thêm. Thái Bằng Trình nhìn Hạ Thiên, bộ dạng muốn nói lại thôi, giống như có gì đó cố kỵ. Này, nói mau, nếu không anh sẽ đâm chú hai châm, đảm bảo chú còn đau đớn hơn vừa rồi. Hạ Thiên dùng giọng không vui thúc giục. Chương 835, chỉ vì tiền. Đừng, Hạ Thiên, cái gì tao cũng nói. Thái Bằng Trình vội vàng nói. Nhưng, tao thật sự không biết bọn họ là ai. Sợ Hạ Thiên không tin thì Thái Bằng Trình vội bổ sung. Tao biết rõ có người ở Canada thao túng chuyện này, nhưng tao thật sự không biết thân phận của người kia, từ đầu đến cuối tao chưa từng tiếp xúc với hắn. Xem ra chú còn thích cảm nhận hương vị sống dở chết dở. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn lấy ra ngân châm, chuẩn bị đâm xuống người Thái Bằng Trình. Đây là sự thật, tao không có gì để lừa mày. Thái Bằng Trình lập tức gấp gáp. Tao dù sao cũng sắp chết, tao lừa mày có gì tốt. Tao chỉ muốn chết thoải mái một chút mà thôi. Hạ Thiên thu ngân châm trở về, hắn lẩm bẩm một câu. Có lẽ chú nhìn giống như không nói dối, nhưng vì sao chú lại không biết vấn đề này? Thái Bằng Trình, đối phương vì cứu anh mà dùng rất nhiều thủ đoạn, đầu tiên là không tiếc bắt cóc vợ của cục trưởng Hào, còn phái người ám sát Lưu Thái Hà, hơn nữa còn biết rõ Hạ Thiên là ai. Người này dám điện thoại trực tiếp uy hiếp Hạ Thiên, có thể nói vì cứu cậu mà đối phương đã đưa ra lực lượng rất mạnh. Điều này chứng minh anh rất quan trọng với bọn họ. Lãnh Băng Băng nói một câu. Điều này có thể chứng minh quan hệ giữa các người là không tầm thường, bây giờ anh nói không biết đối phương là ai, anh cảm thấy chúng tôi có thể tin sao? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy những lời của cảnh sát tỷ tỷ là rất đúng. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn Thái Bằng Trình. Này, tên ngu, có phải chú muốn anh châm một cái mới muốn nói thật? Hạ Thiên, cảnh sát Lãnh. Sự việc cũng không phải như các người nghĩ, tôi và tên kia thật ra không có quan hệ gì đặc biệt, sở dĩ hắn phát động nhiều tài nguyên để cứu tôi, chỉ vì tôi mua cho mình một phần bảo hiểm. Thái Bằng Trình vội vàng giải thích. Trên tay tôi có một khoản tiền, hắn cứu tôi chẳng phải vì quan hệ mật thiết giữa hai bên, hắn chỉ vì số tiền kia mà thôi. Đối phương phát động lực lượng lớn như vậy, chẳng lẽ vừa ý với chút tiền của anh sao? Lãnh Băng Băng hừ một tiếng hỏi. Cảnh sát Lãnh. Chẳng lẽ cô quên trước kia tôi làm gì sao? Tôi điều chế ma túy, lợi nhuận thế nào? Không cần tôi nói rõ chứ? Thái Bằng Trình lộ ra nụ cười khổ. Còn nữa, người kia làm tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi, vì vậy tiền đối với đối phương là cực kỳ quan trọng. Tôi đã sớm biết điều này nên gửi một số tiền lớn ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chỉ mình tôi biết số tài khoản và mật mã, hơn nữa tất cả chỉ nằm trong đầu tôi. Nếu bọn họ muốn có tiền thì phải cứu tôi ra, nếu không thì đừng hòng. Anh nói mình có bao nhiêu tiền? Mị Nhi không nói gì chợt xen vào một câu. 1 tỷ. Thái Bằng Trình nhìn Mị Nhi, sau đó hắn bổ sung một câu. 1 tỷ euro. Mị Nhi không khỏi đưa mắt nhìn Lãnh Băng Băng, tên chết tiệt này buôn ma túy lời nhiều tiền như vậy sao? Lúc này nàng có lẽ đã tin lời Thái Bằng Trình, nếu người này thật sự có 1 tỷ euro, quả thật sẽ có thể làm người ta bỏ ra cái giá lớn đến cứu hắn. Vì một số tiền lớn như vậy, ai cũng động tâm. Dù buôn ma túy cũng không thể nào có khoản lợi nhuận như vậy được. Lãnh Băng Băng có chút hoài nghi. Cảnh sát Lãnh, số tiền này không riêng gì buôn ma túy mới có được, nắm xưa tôi một tay che trời ở huyện Lâm Giang, muốn có tiền thì rất dễ, tôi đã lấy được 100 triệu, đến bây giờ còn chưa ai biết. Vì vậy 1 tỷ euro cũng không có gì quá khó khăn. Thái Bằng Trình cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc tôi quá mức hưởng thụ hương vị thổ hoàng đế, không chịu rời khỏi Lâm Giang. Nếu không tôi đã sớm sang Canada hưởng phúc, cũng không đụng mặt các người, không có kết cục bây giờ. Thái Bằng Trình biết mình chết chắc nên rất bình tĩnh, hắn nói đến chuyện trước kia mà không khỏi cảm khái. Lòng tham không đáy thường có kết cục như vậy, tôi đã sớm biết có ngày mình bị bắt, nhưng tôi nghĩ rằng trước khi đó mình có thể bỏ chạy, không ngờ kết quả là thế này. Muốn nghiệm chứng lời nói của anh có phải là thật không, điều này rất đơn giản, anh đã nói mình có 1 tỷ euro ở ngân hàng Thụy Sĩ.
vậy anh nói số tài khoản và mật mã ra, chúng tôi sẽ điều tra thêm. Mị Nhi thản nhiên nói. Thái Bằng Trình nhìn Mị Nhi, vẻ mặt có chút không nỡ. Hắn biết rõ, nếu nói rõ số tài khoản và mật mã thì sẽ chẳng còn tiền, nếu không còn tiền thì hắn sẽ chẳng còn chút tư bản nào, sẽ không còn ai đến cứu hắn, hắn chỉ còn đường chết. Anh còn hy vọng dùng số tiền kia để cứu mình sao? Mị Nhi rõ ràng nhìn thấu ý đồ của Thái Bằng Trình, giọng nói của nàng lạnh như băng. Xem ra anh muốn thử lại hương vị vừa rồi. Không, tôi sẽ nói ngay. Thái Bằng Trình vội vàng nói, khoảnh khắc này hắn đã vứt bỏ hy vọng xa vời của mình, hắn rơi vào trong tay Hạ Thiên, hắn không còn gì để lựa chọn. Thái Bằng Trình nhanh chóng nói ra số tài khoản và mật mã, Mị Nhi gọi một cuộc điện thoại, vài phút sau nàng khẽ nói với Hạ Thiên. Hắn ta không nói dối, 1 tỷ euro đã được chuyển đến một tài khoản của ám tổ. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Vợ Mị Nhi, sao phải đưa vào tài khoản ám tổ? Trực tiếp cho chị không được sao? Tiền này xem như kinh phí cho ám tổ. Mị Nhi khẽ giải thích một câu. Có lẽ cậu không biết, tất cả tài chính cho mọi hoạt động của ám tổ đều lấy từ lợi nhuận của chính mình. Anh vừa lên chức ám hoàng đã lấy được lợi nhuận như vậy, cũng coi như lập công. Như vậy sao? Hạ Thiên cũng không tiếp tục truy vấn, tuy 1 tỷ euro là rất nhiều nhưng hắn cũng không thấy quá lớn, chủ yếu là bây giờ hắn không thiếu tiền. Hạ Thiên quay đầu nhìn Thái Bằng Trình và có chút buồn bực, người này không biết tên Canada là ai, như vậy ai biết? Này, chú cảm thấy tên ngốc Canada là ai? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Điều này tôi không biết, tổ chức của chúng tôi là sự kết hợp lợi ích, thật ra cũng không quá nghiêm mật, nhưng vì thế mà thân phận của người tổ chức ở Canada rất bí mật, không ai biết. Thái Bằng Trình lắc đầu. Tôi chỉ biết người kia liên tục lấy tiền từ trong nước sang Canada. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền, tôi không biết. Lãnh Băng Băng lại hỏi một câu. Người kia dùng thủ đoạn gì để lấy tiền ra? Chương 836, mắng nhầm người. Thật ra phương pháp của bọn họ rất đơn giản. Thái Bằng Trình nói. Bọn họ sẽ chọn một người, những người này có thể là quan viên, cũng có thể là công nhân viên ngân hàng. Những người này bình thường cấp bậc không cao nhưng trên tay có chút thực quyền, có thể tham ô nhiều tài sản. Sau khi có được mục tiêu thì bọn họ sẽ dùng tiền tài và người đẹp để hấp dẫn đám người này. Sau khi đám này hãm sâu vào bên trong và không thể thoát ra, đám người kia sẽ cổ động bọn họ tham ô tài chính, mỗi lần là 10 triệu. Sau khi thành công thì bọn họ sẽ chuyển tiền đến Canada, đám người kia cũng có phần, vì vậy mà ai cũng có cuộc sống cực kỳ sung sướng. Thái Bằng Trình nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó hắn bổ sung thêm một câu. Đây là toàn bộ quá trình trên cơ bản. Thao tác cũng không khó, lúc này trong nước giám sát cũng không quá nghiêm, rất nhiều nhân vật có thể tham ô vài chục triệu. Những chuyện tương tự thế này, tôi nghĩ rằng các người đều đã từng được nghe thấy. Đám hại nước hại dân. Lãnh Băng Băng không nhịn được phải mắng một câu. Hạ Thiên, những gì mày cần đều đã được tao nói rõ, bây giờ mày đã cho tao ra đi thoải mái rồi chứ? Thái Bằng Trình mở miệng hỏi, bây giờ hắn đã sớm muốn được giải thoát. Không dễ dàng như vậy đâu. Lãnh Băng Băng hừ nhẹ một tiếng. Tôi còn rất nhiều chuyện muốn biết, nhưng phải đến cục cảnh sát rồi nói sau. Nếu anh thành thật công khai và thú nhận đồng phạm, như vậy tôi có thể đảm bảo anh được ra đi thanh thản yên vui, nếu không tôi sẽ đưa anh đến tay Hạ Thiên. Được, tôi nói là được. Thái Bằng Trình lúc này đã rất thành thật, đối với hắn thì kéo dài thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Cậu còn gì muốn hỏi hắn không? Nếu không thì tôi đưa hắn về cục cảnh sát, không thể cho đám tội phạm kia chạy thoát được. Cảnh sát tỉ tỉ, không bằng để tôi hỏi hắn, sau đó đến thủ đô xử lý cả đám kia. Hạ Thiên còn nhớ rõ, hắn đã nói sẽ xử lý cả đám Thái Bằng Trình. Chuyện này để tôi làm. Lãnh Băng Băng lắc đầu, nàng không muốn Hạ Thiên đại khai sát giới, nàng chỉ hy vọng làm việc theo pháp luật, phải để đám người kia bị bắt và xử đúng trình tự. Chị ấy nói đúng. Việc này cứ để cho chị ấy ra tay. Mị Nhi đón lời. Chị ấy là cảnh sát, làm việc này rất phù hợp, tôi và Mộc Hàm ở bên kia sẽ phối hợp, sẽ hốt gọn cả bọn có quan hệ. Mị Nhi dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Bây giờ thân phận của cậu đã không giống trước kia, những chuyện này cậu không nên tự mình ra tay, nếu không sự việc truyền ra ngoài và người ta tưởng rằng ám tổ không có người. Được. Hạ Thiên đồng ý, gần đây hắn rất nghe lời vợ. Bây giờ vợ đã nói như vậy, chính hắn cũng cảm thấy đúng, những chuyện nhỏ nhặt không cần mình ra tay,
để cho vợ đi thu phục là được. Điều hắn cần ra tay chính là trực tiếp đi Canada chém tên khốn bên kia. Tôi đưa Thái Bằng Trình về cục cảnh sát. Lãnh Băng Băng nói rồi xách Thái Bằng Trình lên, Mỹ Nhi thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn, nàng nhanh chóng đoán ra Lãnh Băng Băng tám phần cũng như mình, cũng đã được sắc lang này dùng phương pháp đặc thù để cải tạo. Lãnh Băng Băng nhanh chóng đưa Thái Bằng Trình đi, mà Mỹ Nhi cũng chuẩn bị bỏ đi. Tôi muốn quay về thủ đô. Vợ Mỹ Nhi, chị không thể đợi một buổi tối mới đi sao? Hạ Thiên có chút không tình nguyện, vợ Mỹ Nhi mới đến, sao lại đi ngay? Thủ đô còn có việc. Mỹ Nhi kiếm cớ. Hạ Thiên đang định nói chuyện thì điện thoại vang lên, lại là số đến từ Canada. Thằng ngu mày còn dám gọi đến sao? Hạ Thiên nhận điện thoại thì mắng ngay. Mày mới ngu. Âm thanh bên kia có chút tức giận, sau đó treo máy. Hạ Thiên có chút sững sờ, quái lạ, âm thanh sao giống vợ sư tỷ xinh đẹp vậy. Hạ Thiên nhìn kỹ dãy số, sau đó hắn phát hiện ngoài những số trước có hơi giống thì những số sau hoàn toàn khác biệt với số máy của tên khốn đến từ Canada, vì vậy hắn hiểu mình mắng nhầm người. Hạ Thiên đang có chút sững sờ thì cảm thấy có gì đó là lạ, sao hắn không còn nghe thấy nhịp tim của Mỹ Nhi. Hắn quay đầu lại xem thì chợt buồn bực, Mỹ Nhi đã thừa dịp hắn nghe điện thoại mà chạy mất. Vợ Mỹ Nhi vẫn dùng chiêu này, mỗi lần đều thừa dịp mình không chú ý mà bỏ chạy. Hạ Thiên có chút bất mãn, lần sau gặp lại hắn nhất định phải giám sát chặt chẽ một chút, không cho nàng lén trốn đi. Hạ Thiên đang nghĩ có nên điện thoại lại cho vợ sư tỷ xinh đẹp hay không thì điện thoại vang lên, là một dãy số quen thuộc, là Isabella. Chồng nhỏ, sao cậu lại như vậy? Điện thoại vừa nối thông thì Isabella đã khó hiểu nói. Tôi vất vả lắm mới thuyết phục được huấn luyện viên gọi điện thoại cho cậu, sao cậu mở miệng là mắng người? Chị Isabella, tôi mắng nhầm. Hạ Thiên đành phải giải thích rõ ràng cho Isabella, hắn cũng rất khó hiểu, đây là lần đầu tiên vợ sư tỷ xinh đẹp chủ động điện thoại cho hắn, kết quả là bị hắn mắng cho cúp máy. Chồng nhỏ, cậu nói có kẻ ở Canada uy hiếp cậu sao? Isabella ó chút ngạc nhiên. Ai lớn gan như vậy? Tôi cũng không biết là ai, nếu không đã bắt từ lâu rồi. Hạ Thiên căm giận nói. Hi hi, chồng nhỏ, nếu cậu biết đối phương là ai thì cũng không cần đến, tôi giúp cậu là được, vì tôi đang ở Canada. Isabella nũng nịu nói. Chị Isabella, không cần chị hỗ trợ, tôi mà biết tên ngốc kia là ai, tôi sẽ tự mình xử lý. Hạ Thiên căm giận nói. Đừng tưởng rằng lẩn trốn ở phương xa thì giỏi. Dù xa thế nào tôi cũng có thể túm được. Hi hi, vậy cũng tốt, chồng nhỏ, nếu cậu đến sớm thì có thể gặp được tôi và huấn luyện viên, tôi và huấn luyện viên sẽ ở Canada vài ngày. Isabella cười nói. Được rồi, tôi không nói nữa, trước tiên phải đi giải thích với huấn luyện viên, xem chị ấy có tha thứ hay không. Isabella nhanh chóng cúp điện thoại, Hạ Thiên cũng đến biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, khi vừa vào cửa hắn đã thấy Liễu Mộng chạy đến. Tiểu bại hoại. Chị vừa nói có người muốn hại Vân Mạn, chúng ta đi đánh hắn. Liễu Mộng nói với bộ dạng muốn đánh người. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì có chút buồn bực, hắn cũng rất muốn bắt tên ngốc kia, nhưng vấn đề là chẳng biết đối phương là ai, bây giờ cũng chỉ hy vọng Tiểu Yêu Tinh có thể giúp đỡ điều tra được tên kia mà thôi. Chương 837, cậu là đại lừa gạt. Chị Mộng, bây giờ đã muộn rồi, sau này hãy đánh. Hạ Thiên chỉ có thể tìm cớ. Thật ra bây giờ vẫn chưa tính là muộn, trời còn chưa tối, tất nhiên cũng không tính là sớm, một lúc sau có thể tối bất cứ lúc nào. Không được, chị muốn đánh nhau. Liễu Mộng bĩu môi. Chị đang rất nhàm chán. Chị Mộng, nếu chị muốn đánh, tôi sẽ đánh với chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Liễu Mộng cong miệng. Chị không bằng tiểu bại hoại, chị không đánh lại cậu, hơn nữa chị luôn làm chuyện xấu, chị không thích chơi với cậu. Ánh mắt Hạ Thiên chợt xoay chuyển, sau đó hắn chuyên chú nói. Chị Mộng, tôi có một biện pháp có thể giúp chị trở nên lợi hại hơn cả tôi, chị có muốn thử không? Thật vậy sao? Liễu Mộng lập tức có hứng thú. Tiểu bại hoại, cậu không gạt chị đấy chứ? Tất nhiên là thật, tôi đảm bảo chị có thể trở nên lợi hại hơn lúc này rất nhiều. Hạ Thiên trả lời rất khẳng định. Vậy mau giúp chị. Liễu Mộng có chút vội vàng. Chị rất muốn lợi hại hơn. Sau đó sẽ đánh với cậu một trận. Chị Mộng, chúng ta lên lầu cái đã. Hạ Thiên cuối cùng cũng di chuyển được lực chú ý của Liễu Mộng, hắn thuận tay bế nàng lên rồi trực tiếp nhảy lên lầu 2, đi vào phòng ngủ của nàng, đóng cửa lại, bắt đầu cởi quần áo của nàng.
Tiểu Bại Hoại, cậu sao lại cởi đồ của chị? Không cho phép cậu cởi. Cậu lừa đảo. Liễu Mộng liên tục kháng nghị, đáng tiếc là nàng có kháng nghị cũng không hiệu quả, Hạ Thiên chỉ mất 10 giây ngắn ngủi để cởi sạch quần áo trên người nàng. Sau đó hắn đặt nàng nằm ngang lên giường, mãi đến lúc này Hạ Thiên mới giải thích với nàng một câu. Chị Mộng, tôi sẽ dùng nghịch thiên bát châm để tẩy tủy cho chị, như vậy sẽ làm cho quần áo của chị nhuốm bẩn, trước tiên tôi phải cởi ra. Cậu là Tiểu Bại Hoại và chuyên gia lừa gạt, chị không tin cậu. Liễu Mộng bĩu môi. Mau mặc quần áo lên cho chị, nếu không lát nữa chị sẽ đánh cậu. Đét. Hạ Thiên vỗ lên mông Liễu Mộng. Chị Mộng, tôi là Tiểu Bại Hoại, tôi cũng không gạt chị, nếu chị còn nói tôi lừa gạt, tôi sẽ đánh vào mông chị. Nếu cậu còn tiếp tục đánh chị sẽ chạy đi mà chẳng cần mặc quần áo. Liễu Mộng thở phì phò trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Chị muốn cho người khác thấy mình trần như nhộng, để cậu thiệt thòi chết người. Chị Mộng, uy hiếp chồng là không tốt. Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị nào có uy hiếp cậu, chị cũng không mặc quần áo chạy ra, như vậy sẽ rất dọa người, ai bảo cậu không ngoan. Liễu Mộng bĩu môi. Suốt ngày chỉ biết cởi quần áo của chị và làm chuyện xấu, bảo cậu theo giúp chị đi chơi lại chẳng chịu. Chị Mộng, trước tiên tôi sẽ tẩy tủy cho chị, lát nữa sẽ cùng chị chơi đùa. Hạ Thiên lấy ngân châm ra, hắn lật nàng nằm ngửa lên giường, cũng không cần Liễu Mộng đồng ý, hắn đâm kim lên người nàng. Một giờ sau, Tiểu Bại Hoại, cậu lấy đâu ra nhiều bùn bôi lên người chị thế này? Liễu Mộng nói có chút mất hứng. Chị Mộng, đây đều là tạp chất trên người chị. Hạ Thiên chỉ còn có cách giải thích, sau đó hắn ôm Liễu Mộng vào nhà tắm, mãi đến khi sạch sẽ hắn mới ôm chạy về. Tiểu Bại Hoại, cậu thật sự không gạt chị. Lúc này chị cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều. Liễu Mộng còn chưa mặc quần áo, nàng đánh về phía Hạ Thiên. 3 phút sau. Hu hu hu, Tiểu Bại Hoại, cậu là lừa gạt, tôi còn đánh không lại cậu. À, không cần, chị muốn ở bên trên, nếu không chị chẳng quan tâm đến cậu nữa. Liễu Mộng cuối cùng thấy mình không thắng Hạ Thiên, bây giờ cả hai đang đánh du kích trên giường, nàng không phục nên cho Hạ Thiên xuống dưới, coi như tìm về chút mặt mũi. Khi ở cùng một chỗ với Liễu Mộng thì Hạ Thiên luôn sẽ không mệt mỏi, cả buổi tối hắn không ngừng nghỉ, sáng ngày hôm sau vẫn thức dậy rất sớm. Hắn chẳng những không thấy giả rời, ngược lại tinh thần rất đầy đủ, ngủ nghỉ rất tốt. Vì tối qua công lực của Liễu Mộng chợt tăng mạnh, vì vậy mà bọn họ song tu cả buổi tối cũng có hiệu quả tốt hơn bình thường. Tối qua Hạ Thiên thu được lợi ích không nhỏ, ngược lại thì Liễu Mộng vẫn như trước, vẫn có vẻ tiêu hao rất nhiều. Sáng sớm Hạ Thiên thức dậy mà Liễu Mộng thì nằm trên giường ngáy o o, xem ra còn chưa thể tỉnh ngay được. Lưu manh! Hạ Thiên đi xuống phòng khách thì Kiều Phượng Nhi mắng một câu, lúc này vẻ mặt của đám phụ nữ trong phòng cũng đỏ lên. Kiều Tiểu Kiều và Kiều Hoàng Nhi có chút không quá tự tại, mà Liễu Vân Mạn thì rất mất tự nhiên. Nguyên nhân đơn giản, tối qua Liễu Mộng đặc biệt điên khùng, nàng rên rỉ không kiêng nể gì. Tuy biệt thự này cách âm rất tốt nhưng cũng không thể chịu nổi âm thanh của Liễu Mộng. Hơn nữa công lực của nàng đã thâm hậu, vì vậy lực xuyên thấu là rất mạnh, vì vậy những người khác trong biệt thự cũng nghe được. Liễu Vân Mạn cả đêm mất ngủ, nàng tự giác nhớ ra tình hình giữa mình và Hạ Thiên, trong lòng chợt có ý nghĩ cổ quái, chẳng lẽ Liễu gia có di truyền tính điên khùng, lên giường sẽ là như vậy sao? Nếu không thì sao mỗi lần mình chung đụng với Hạ Thiên cũng giống hệt như cô? Em mới là Lưu Manh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Anh! Kiều Phượng Nhi rất tức giận. Tôi lưu manh thế nào? Em nghe lén anh và chị Mộng ngủ với nhau, em không lưu manh thì là gì? Anh, ai nghe lén? Kiều Phượng Nhi rất tức giận. Cũng không phải tôi muốn nghe, ai bảo các người kêu gào quá lớn. Em nghe được không biết tránh xa một chút sao? Hạ Thiên vẫn có rất nhiều lý do. Chị Mộng là vợ của anh và chị Mộng làm như vậy là bình thường, em không phải là vợ anh, còn ở bên cạnh nghe lén, không lưu manh thì là gì? Tóm lại anh mới là lưu manh. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói. Tôi không muốn tranh với em. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Đúng là không biết nói đạo đức nghề nghiệp. Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa đã tức giận ói máu. Lưu manh này còn nói đến đạo đức nghề nghiệp sao? Hắn có à, có thật sao, có biết xấu hổ khi nói về 4 chữ đạo đức nghề nghiệp hay không? Hạ Thiên cũng không muốn cãi nhau với Kiều Phượng Nhi. Tối qua hắn tiêu hao nhiều thể lực, bây giờ cần bổ sung cấp bách. Vì vậy mà sau khi hắn ăn sạch tất cả bữa sáng thì Kiều Phượng Nhi lại buồn bực, lưu manh đáng chết, rõ ràng ăn sạch,
bữa sáng nàng tự làm đã chẳng còn. Ông xã, điện thoại kìa. Khi Kiều Phượng Nhi còn đang định mắng người thì điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên lấy ra xem, thì ra là Tiểu Yêu Tinh điện thoại đến, vì vậy hắn tranh thủ nhận máy và hỏi một câu. Vợ, có phải em tìm được tên ngốc Canada rồi không? Chương 838, tôi muốn đi Toronto. Đúng vậy, chồng, em rất lợi hại, tuy hôm qua còn chưa mượn đến siêu máy tính nhưng sáng nay đã có kết quả. Tiểu Yêu Tinh ở đầu dây bên kia rất hưng phấn. Chồng, anh nhớ ban thưởng cho em đấy nhé. Anh sẽ ban thưởng cho em, nhưng mau nói cho anh biết tên ngốc kia là ai. Anh muốn đi xử lý hắn ngay lập tức, miễn cho hắn cứ đi uy hiếp anh. Hạ Thiên nhanh chóng nói, hắn rất cấp bách với chuyện này, hắn muốn bóp chết tên khốn muốn đối phó với vợ mình. Chồng, em sẽ chuyển tư liệu của hắn đến điện thoại của anh cứ từ từ xem, em đi ngủ trước đây. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại, một giây sau điện thoại của Hạ Thiên đã nhận được một gói tin. Thằng ngu kia có bộ dạng không ra gì. Hạ Thiên mở gói tin ra, khi thấy một tấm ảnh thì đưa mắt nhìn qua và thầm nói một câu. Kiều Tiểu Kiều ở bên cạnh cuối cùng cũng nhìn không được nói. Chồng, tìm được người uy hiếp anh chưa? Tiểu Yêu Tinh vừa tìm được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vợ, giúp anh đặt vé máy bay, anh muốn đi Toronto. Kiều Tiểu Kiều chợt sững sờ. Chồng, anh muốn đi Toronto, là Toronto của Canada sao? Đúng vậy, chính là chỗ đó, tên khốn uy hiếp anh ở Toronto, anh muốn đi xử lý hắn. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bộ dạng rất đương nhiên. Chồng, trước tiên anh không cần vội vã như vậy, bây giờ nên xem xét lại, anh chưa từng đi xa như thế, hơn nữa lại không biết tiếng Anh, một người đi thì không quá thuận tiện. Kiều Tiểu Kiều không khỏi khuyên nhủ. Hạ Thiên không quan tâm. Vợ, không sao, anh chỉ đi giết người, sau đó sẽ quay lại, hơn nữa chỗ đó còn có chị Isabella, chị ấy có thể dẫn đường cho anh, chắc chị ấy rất quen thuộc chỗ đó. Chị Isabella đang ở đó sao? Kiều Tiểu Kiều chợt sững sờ, sau đó nàng hạ thấp âm thanh. Chồng, chị ấy đang ở đấy, sao anh phải đích thân đi? Anh có thể nhờ chị ấy hỗ trợ, chị ấy nhất định sẽ tình nguyện ra tay. Chị Isabella cũng nói như vậy, nhưng anh muốn tự mình đi. Hạ Thiên đã quyết định. Anh đã nói sẽ chém tên ngốc kia thành 18 mảnh, không thể nhờ người khác được, gần đây anh nói rất chắc. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Nhị sư phụ nói giết gà dọa khỉ cũng rất quan trọng, tên ngốc kia tự cho mình là ở xa và anh không thể làm gì được. Anh muốn cho hắn biết dù ở xa thế nào cũng bị túm, để xem sau này còn ai dám làm tổn thương vợ anh. Như vậy chồng nhất định phải đi sao? Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ, chồng nhiều khi rất nghe lời nàng, nhưng những sự việc mà hắn đã quyết tâm thì nàng khó thể có biện pháp thay đổi được. Thực tế nàng biết rất rõ, chồng mình có vẻ giống như một đứa trẻ, làm việc tùy ý nhưng cũng rất có chủ ý. Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó an ủi Kiều Tiểu Kiều một câu. Vợ yên tâm, anh đi xem và sẽ quay lại, không lâu đâu. Được rồi, chồng, khi nào thì anh đi? Kiều Tiểu Kiều chỉ còn nước hỏi như vậy, lần trước Hạ Thiên đi thủ đô nàng cũng không lo lắng, dù sao thủ đô cũng không tính là xa, chỉ mất 2 giờ từ Giang Hải bay đi mà thôi. Nhưng Toronto thì khác, nơi đó rất xa, cần 30 tiếng đồng hồ, dù hắn đi và về ngay cũng phải mất 3-4 ngày. Càng nhanh càng tốt, Hạ Thiên khó thể chờ đợi thời điểm bắt được tên khốn kia. Vậy thì được, em sẽ lập tức đặt vé máy bay, nhưng, chồng, anh có hộ chiếu không? Có. Hôm qua vợ Mị Nhi đưa cho anh vài cái. Hạ Thiên trả lời. Vài cái hộ chiếu. Kiều Tiểu Kiều có chút buồn bực, sao có vài cái? Không phải là giả sao? Kiều Tiểu Kiều lấy tất cả hộ chiếu của Hạ Thiên ra xem, sau đó nàng mới biết được hắn có vài cái, tất cả đều là thật, chỉ có một cái có tên là Hạ Thiên, tất cả những cái khác đều có tên giả, rõ ràng để cho hắn dùng khi muốn giấu thân phận. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng đặt vé máy bay từ thành phố Giang Hải đến Toronto cho Hạ Thiên, nhưng máy bay phải hơn 8 giờ tối mới cất cánh, đây là chuyến bay sớm nhất từ Toronto đến thành phố Giang Hải. Hạ Thiên biết sẽ bay vào giờ tối nên có hơi thất vọng, xem ra phải để cho tên ngốc ở Canada sống thêm vài giờ. Hơn 10 giờ sáng, Kiều Đông Hải xuất hiện trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên, nghe nói cậu muốn đi Canada. Kiều Đông Hải thấy Hạ Thiên thì dùng giọng ngạc nhiên hỏi thăm. Cậu đi làm gì, du lịch sao? Xử lý một tên. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Kiều Đông Hải chợt ngẩn ngơ,
xử lý một người còn phải chạy ra nước ngoài sao? Đại ca, có phải anh có việc gì không? Kiều Tiểu Kiều hỏi một câu. Có chút chuyện, là chuyện liên quan đến Thạch Trường Canh. Anh đã cho người điều tra, bây giờ ông ta đang bị ủy ban kỷ luật nhốt trong một nhà khách, nghe nói vấn đề của ông ấy là rất lớn, có rất nhiều người ở huyện Mộc Dương đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tố cáo. Kiều Đông Hải nói đến chuyện chính. Nhưng anh căn cứ vào tin tức nhận được mà biết ông ta chưa khai gì cả, ngược lại bí thư huyện ủy Mộc Dương đã không chịu được áp lực, nghe nói bí thư đã khai ra Thạch Trường Canh. Đại ca, ý của anh là bây giờ tội danh của Thạch Trường Canh đã được chứng thực. Kiều Tiểu Kiều có chút lo lắng, trước đó chồng nàng đồng ý với Vân Thanh là sẽ cứu Thạch Trường Canh ra, nhưng Thạch Trường Canh không phải là người tốt đẹp gì, chồng nàng bị cuốn sâu vào cũng không tốt. Thế cũng chưa chắc, Thạch Trường Canh này rất thông minh, chuyện của hắn làm rất sạch sẽ, không để lại bất kỳ căn cứ chính xác nào cả. Bây giờ chỉ có vài phần khẩu cung, nếu nói một cách nghiêm khắc thì những thứ đó còn chưa đủ chống tội ông ấy. Kiều Đông Hải lắc đầu. Nhưng cũng vì vậy mà ông ta khó thể được thả ra, vì chủ tịch vừa đến nhận chức là Tống Kim Bình có vẻ rất quan tâm đến vụ án này, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng giống như muốn đánh lâu dài với Thạch Trường Canh, nếu ông ta không nhận tội thì sợ rằng sẽ bị giam giữ dài ngày. Kiều Đông Hải dừng lại một chút rồi bổ sung. Việc này anh đã hỏi nhị thúc nói không có biện pháp, trừ khi chủ tịch Tống thả người, nếu không Thạch Trường Canh khó thể tránh khỏi một kiếp. Điều này có chút phiền toái. Kiều Tiểu Kiều khẽ trầm ngâm, nàng biết Tống Kim Bình là người Tống gia đến từ thủ đô, mà kẻ địch lớn nhất của Hạ Thiên lúc này cũng ở Tống gia, vì vậy mà nàng có chút nghi ngờ, sợ rằng hành động của Tống Kim Bình nhằm vào Thạch Trường Canh, rất có thể cũng vì hướng về phía Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên, nàng nói. Chồng, nếu không anh điện thoại cho chị Thanh, trước tiên nói rõ tình huống với chị ấy, để xem chị ấy có nhất định phải cứu Thạch Trường Canh ra không. Chương 839, phòng nhỏ hay phòng giường lớn? Không có vấn đề, bây giờ anh phải điện thoại cho chị Vân Thanh. Hạ Thiên nói và chuẩn bị gọi cho Vân Thanh, nhưng khi điện thoại còn trong tay và chưa được móc ra khỏi túi thì chuông đã đổ. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn có chút kinh ngạc, hắn lập tức nhận điện thoại rồi mở miệng. Vợ Mị Mị, chị muốn đến Giang Hải sao? Kiều Tiểu Kiều nghe được những lời xưng hô của Hạ Thiên mà trong đầu chợt bùng lên những ý niệm cổ quái. Nàng biết rõ vợ Mị Mị trong lời nói của Hạ Thiên chính là Tống Ngọc Mị, một trong bốn đóa hoa thủ đô, cũng là đại tiểu thư của Tống gia ở thủ đô, cũng chính là cháu ruột của Tống Kim Bình vừa được Kiều Đông Hải nhắc đến. Thật ra dù là Kiều Tiểu Kiều cũng không biết Hạ Thiên có ý gì, hắn biết rõ trong Tống gia có kẻ địch lớn nhất của mình, biết có một Tống Ngọc Mị khác có thể uy hiếp đến thần tiên tỷ tỷ, nhưng hắn vẫn rất thân mật với Tống Ngọc Mị này. Kiều Tiểu Kiều vốn nghĩ rằng Hạ Thiên sẽ lợi dụng quan hệ với Tống Ngọc Mị này để đối phó với Tống Ngọc Mị khác, nhưng khi thấy bộ dạng vui sướng của Hạ Thiên khi nhận điện thoại, nàng không thể không nghi ngờ, chồng nàng thật sự thích Tống Ngọc Mị này. Hạ Thiên tất nhiên không biết Kiều Tiểu Kiều đang suy nghĩ về vấn đề gì, lúc này hắn đã nghe thấy một câu nói làm chính mình vui sướng, nhưng chỉ là một câu. Tôi đã đến thành phố Giang Hải. Vợ Mị Mị, chị đang ở đâu? Hạ Thiên vội vàng nói. Tôi đi tìm chị. Tôi vừa xuống máy bay không lâu, đang đi đến khách sạn. Tống Ngọc Mị trả lời. Nếu cậu nghĩ đến tôi thì trực tiếp đến khách sạn mà tìm. Khách sạn nào? Hạ Thiên hỏi. Khách sạn Khải Duyệt. Tống Ngọc Mị trả lời. Phòng cụ thể tôi còn không biết, chờ tôi đến sẽ nomis cho cậu biết, cậu cũng có thể đến khách sạn tìm tôi. Lại là khách sạn Khải Duyệt. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó tiếp tục hỏi. Vợ Mị Mị, tôi sẽ qua ngay. Vậy lát nữa gặp lại, tôi cúp điện thoại đây. Tống Ngọc Mị nói một câu, sau đó hắn cắt điện thoại. Hạ Thiên cúp điện thoại, Kiều Tiểu Kiều hỏi ngay. Chồng, anh muốn ra ngoài phải không? Đúng vậy, anh phải ra ngoài. Hạ Thiên gật đầu. Anh sẽ chờ chị Vân Thanh điện thoại. Chồng, để em điện thoại cho chị Thanh. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ rồi nói. Nàng đột nhiên ý thức được có một số việc chính nàng liên lạc với Vân Thanh sẽ dễ dàng hơn. Hạ Thiên cũng không có ý kiến gì, thật ra hắn điện thoại hay Kiều Tiểu Kiều cũng như nhau, vì vậy hắn nhanh chóng rời khỏi Kiều gia và chạy đến khách sạn Khải Duyệt. Đợi đến khi Hạ Thiên đến khách sạn Khải Duyệt thì Tống Ngọc Mị còn chưa tới, nhưng điều này cũng không thể trách Tống Ngọc Mị quá chậm, chỉ đổ thừa Hạ Thiên thật sự đến quá nhanh. Trong thời gian kế tiếp vì quá nhàm chán nên hắn bắt đầu đếm từng chiếc xe đi qua. Mãi đến khi được 1321 chiếc thì phát hiện chiếc tiếp theo chạy về phía mình. Đây là một chiếc taxi,
chiếc xe này chạy trực tiếp đến trước mặt Hạ Thiên rồi dừng lại, cửa xe mở ra, một người đẹp cổ trang tuyệt đẹp từ bên trong đi ra, đúng là Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, xe của chị chạy quá chậm. Hạ Thiên tiến lên, hắn thuận tay ôm lấy Tống Ngọc Mị, đồng thời oán trách một câu. Tài xế taxi nghe như vậy mà cảm thấy bực bội, hắn thiếu chút nữa đã chạy taxi mà coi như xe cứu thương, hắn chạy từ sân bay về đây chỉ mất nửa giờ, đây là lần đầu tiên hắn chạy nhanh như vậy, không ngờ đối phương còn ngại chậm. Tài xế taxi thầm oán Hạ Thiên, không phải có một bạn gái diễn viên thích mặc cổ trang sao? Có gì hơn người? Tên tài xế taxi thấy Hạ Thiên ôm Tống Ngọc Mị đi vào mà vẫn ở lại một lúc lâu, người đẹp cổ trang kia là ai? Sao hắn không biết có một diễn viên như vậy? Theo lý thì một nữ diễn viên xinh đẹp như thế, hắn chẳng lẽ không biết? Nhất định là không đủ nổi tiếng, là người mới. Tài xế taxi cuối cùng cũng tự an ủi mình, nếu không là diễn viên mới thì việc gì phải ngồi taxi, còn tìm một bạn trai nghèo như vậy sao? Tài xế taxi nhận định Hạ Thiên rất nghèo, nếu không sao không lái xe đi đón bạn gái. Khi tên tài xế taxi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Hạ Thiên đã ôm Tống Ngọc Mị đi vào khách sạn. Nàng cũng không vùng vẫy mà cứ để hắn ôm như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên nàng được hắn ôm, với lại nàng vùng vẫy cũng không thoát, sợ rằng còn bị ôm chặt hơn. Tôi họ Tống, tôi đã đặt phòng. Tống Ngọc Mị đến quầy tiếp tân, nàng mở miệng nói. Nhân viên phục vụ không khỏi nhìn Tống Ngọc Mị vài lượt, không riêng gì nàng xinh đẹp, càng vì nàng mặc cổ trang, thật sự quá đáng chú ý, nhưng Tống Ngọc Mị cũng đã sớm quen rồi. Tống tiểu thư, chị muốn phòng thường hay phòng giường lớn? Nhân viên phục vụ mở miệng hỏi, nàng hỏi như vậy tất nhiên vì nguyên nhân thấy hai người kia là người tình, nhưng nàng không hiểu mức độ tình cảm giữa hai người. Phòng giường lớn. Tống Ngọc Mị có chút chần chừ, sau đó nàng khẽ trả lời. Tống tiểu thư, chỉ còn lại một phòng tuần trăng mật, giá cả hơi cao, một tối 808, chị muốn thuê không? Nhân viên phục vụ lại hỏi. Được. Tống Ngọc Mị đưa thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ không khỏi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, người này là loại gì, mướn phòng với người đẹp, còn bắt người đẹp trả thù lao sao? Tống Ngọc Mị quét thẻ thanh toán tiền, lại đăng ký, sau đó hai người đi thang máy lên lầu 12, đi đến phòng có số 1213. Tống Ngọc Mị lấy phiếu đăng ký ra rồi khẽ nói một câu. Đáng tiếc là không có số 1314. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Mị Mị, chị thích ở phòng 1314 sao? Cậu không biết ý nghĩa của con số 1314 à? Tống Ngọc Mị mở cửa phòng rồi hỏi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu, hắn chân thành trả lời. Không biết. Tống Ngọc Mị có chút nghi ngờ, người này không phải là kẻ ngốc đấy chứ? Nàng quen biết hắn không phải một thời gian ngắn, tuy người này thường cổ quái nhưng nàng tin hắn không ngu. Nếu không phải là kẻ ngu thì sao có thể không biết điều trên? Không biết thì thôi. Tống Ngọc Mị đóng cửa, trong lòng thầm nhân định Hạ Thiên giả vờ, người này chắc chắn muốn nàng nói mà thôi. Tống Ngọc Mị nghĩ vậy mà trong lòng có chút khó chịu. Chương 840, mâu thuẫn của Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị ơi là Tống Ngọc Mị, mày cần gì phải khổ sở? Mày cũng không phải thật lòng đối với hắn, sao trông mong hắn có thể thật lòng? Tống Ngọc Mị thầm nói với chính mình như vậy. Nàng rất muốn cố gắng bỏ đi những ý niệm không thoải mái trong đầu, nhưng nàng phát hiện những suy nghĩ này khó thể vứt bỏ. Vợ Mị Mị, chị đang suy nghĩ gì vậy? Âm thanh của Hạ Thiên làm Tống Ngọc Mị giật mình thức tỉnh. Tống Ngọc Mị lắc đầu, giọng nói vô tình có chút lạnh lùng. Không có gì, chỉ nhớ đến vài sự việc trước kia. À, vợ Mị Mị, sao chị lại đến thành phố Giang Hải? Chị cố ý đến tìm tôi sao? Hạ Thiên lại hỏi. Bảo tàng thành phố Giang Hải mời tôi đến giám định vài món đồ cổ, vì vậy tôi mới đến đây. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Nhưng ngày mốt tôi mới làm việc với bọn họ, vì nghĩ cậu ở đây nên tôi đến sớm hai ngày. Hạ Thiên lập tức vui sướng, vợ Mị Mị quả nhiên đến vì hắn. Tống Ngọc Mị đến bên giường ngồi xuống, sau đó nàng có vẻ tùy ý nói. Đây là lần đầu tiên tôi đến Giang Hải, nếu không có gì thì hai ngày sau cậu theo tôi dạo chơi nhé. Tôi nghe nói phong cảnh nơi đây rất tốt. Vợ Mị Mị, tôi không thể theo chị đi dạo chơi được. Hạ Thiên không khỏi gãi đầu, nếu là bình thường thì hắn nhất định sẽ đồng ý, nhưng hôm nay vợ Mị Mị đến không khéo cho lắm. Tống Ngọc Mị chợt giật mình, trong dự đoán của nàng thì Hạ Thiên nhất định sẽ đồng ý, nhưng thực tế hắn lại từ chối, điều này thấy có vẻ không giống như là hắn.
Chẳng lẽ mới vài ngày không gặp mà đối phương biến đổi rồi sao? Tống Ngọc Mị nhanh chóng nghĩ đến lúc xem tư liệu về Hạ Thiên, người này có rất nhiều phụ nữ ở Giang Hải, chẳng lẽ hắn phải đi cùng người khác mà chẳng có thời gian với nàng? Tống Ngọc Mị nghĩ vậy mà trong lòng không khỏi phát lạnh, có lẽ trước đó Hạ Thiên quấn lấy nàng ở thủ đô cũng chỉ vì nơi đây buồn chán, bây giờ hắn đã quay lại Giang Hải, không còn buồn, tất nhiên sẽ không quan tâm đến nàng. Thế nào, hai ngày tới cậu bận rộn lắm sao? Tống Ngọc Mị nhàn nhạt hỏi, nàng muốn xem Hạ Thiên sẽ lấy cớ thế nào. Vợ Mị Mị, tôi đã đặt vé máy bay đi Toronto, nghe Tiểu Kiều nói ngồi máy bay sẽ rất lâu, hai ngày sau sợ rằng sẽ phải đi máy bay, vì vậy không thể nào đi chơi với chị, cuối cùng chỉ coi như có ngày hôm nay rảnh rỗi mà thôi. Hạ Thiên không nghĩ phức tạp như Tống Ngọc Mị, hắn nói thật. Nếu không, vợ Mị Mị, tôi đưa chị đi Hồ Bắc chơi nhé. Tôi đã mua ba hòn đảo ở Hồ Bắc, đang chuẩn bị xây nhà, sau này chúng ta có thể ở nơi đó. Cậu đi Toronto làm gì? Tống Ngọc Mị có chút kinh ngạc, đây không phải biểu hiện giả dối, nàng thật sự không ngờ Hạ Thiên sẽ đi Toronto. À, có một tên ngốc ở bên kia điện thoại uy hiếp tôi, còn muốn đối phó với những bà vợ của tôi, vì vậy tôi muốn đi xử lý hắn. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, sau đó hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, vợ Mị Mị, vệ sĩ của chị sao không đến? Một người rất nguy hiểm, nếu tên ngốc kia muốn đối phó với chị thì sao? Hạ Thiên không đợi Tống Ngọc Mị trả lời mà nhanh chóng nói. Vợ Mị Mị, tôi thấy chị đừng nên ở khách sạn, chị đến chỗ Tiểu Kiều mà ở, chỗ đó rất an toàn. Tôi muốn có không gian riêng tư, vì vậy không cho vệ sĩ đi theo, hơn nữa tôi ở đây cũng không có nguy hiểm. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì tối nay tôi sẽ thông báo cho vệ sĩ đến. Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi một câu. Vợ Mị Mị, vậy chị có muốn đi Hồ Bắc không? Thôi, để sau này đã, bây giờ cũng đã đến trưa, tối cậu còn phải đi, chúng ta có đi chơi cũng không vui, không bằng chờ sau này cậu có thời gian, lúc đó đi cũng không muộn. Tống Ngọc Mị lắc đầu nói. Tống Ngọc Mị dừng lại một chút rồi nói thêm. Vừa rồi tôi ngồi máy bay hơi mệt, tôi đi ngủ trước. Tống Ngọc Mị nói ngủ là ngủ, nàng nhanh chóng để nguyên quần áo nằm lên giường, mắt nhắm, hít thở thong thả, chưa đến 2 phút sau nàng đã ngủ. Khi thấy Tống Ngọc Mị ngủ như vậy thì Hạ Thiên có chút buồn bực, vợ Mị Mị này đúng là không có trách nhiệm, ngủ cũng không đợi hắn, cứ như vậy mà ngủ mất. Hạ Thiên nghĩ đến tình cảnh tối qua cũng chưa ngủ, vì vậy hắn quyết định ngủ cùng một chỗ với vợ Mị Mị. Vì vậy hắn cũng nằm xuống bên cạnh Tống Ngọc Mị, sau đó thuận tay ôm nàng vào lòng, một lúc sau hắn cũng ngủ say. Không biết bao lâu sau Hạ Thiên cảm thấy trong ngực có chuyển động, hắn tỉnh lại, thì ra Tống Ngọc Mị đang véo hắn. Vợ Mị Mị, sao chị lại véo tôi? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Tống Ngọc Mị. Chị véo tôi cũng chẳng sao, nhưng sao ngón tay của chị cấu đau thế? Ai bảo gọi cậu không tỉnh? Tống Ngọc Mị có chút tức giận. Ngón tay của nàng hình như cũng có hơi đau. Ngủ như heo vậy, người khác dùng dao chém chết cũng không biết. Vợ Mị Mị, nếu có người đến giết thì tôi sẽ tỉnh. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Chỉ cần là như vậy thì sẽ có chút sát khí, tôi chắc chắn sẽ cảm nhận được, nếu không có nguy hiểm thì tôi không dễ dàng tỉnh lại được. Tôi đói bụng. Tống Ngọc Mị không cùng Hạ Thiên dây dưa với vấn đề kia. Chúng ta đi dùng cơm. Hạ Thiên ngồi thẳng người. Hắn thuận tay đưa đồng hồ lên xem, hắn thấy bây giờ không còn sớm, đã 2 giờ trưa rồi. Không được, tôi phải điện thoại cho quầy phục vụ, để bọn họ đưa thức ăn đến là được. Tống Ngọc Mị cũng không muốn đi xuống, nàng cầm lấy điện thoại bên giường gọi ra ngoài, kêu 2 phần bò bít tết, 1 chai rượu đỏ. 10 phút sau bò bít tết và rượu được đưa lên, cuối cùng Hạ Thiên ăn hết 1 phần rưỡi bò bít tết, rượu cũng bị Hạ Thiên uống hết. Tống Ngọc Mị chỉ uống nửa ly. Nhưng dù là như thế thì gương mặt trắng nõn của nàng cũng ửng đỏ, làm nàng càng trở nên kiều diễm. Vợ Mị Mị, chị thật sự xinh đẹp. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Mị, hắn có chút xuất thần. Tống Ngọc Mị bị Hạ Thiên nhìn mất tự nhiên, ánh mắt người này quá có lực xuyên thấu, hình như chĩa cả vào trong quần áo của nàng. Tuy không phải là lần đầu tiên cảm nhận ánh mắt như vậy của Hạ Thiên, nhưng nàng vẫn không thích ứng. Chúng ta ra ngoài chơi một chút. Tống Ngọc Mị đứng lên. Nếu nàng không nghĩ biện pháp di chuyển lực chú ý của đối phương, sợ rằng nàng sẽ bị hắn ăn sạch. Tống Ngọc Mị cũng không quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không, nàng bắt đầu đi ra cửa, nhưng nàng mới đi được vài bước thì thân thể chợt nghiêng,
nàng té xuống đất. Vợ Mị Mị, chị làm sao vậy? Hạ Thiên chợt kinh hoàng, hắn vội vàng vung tay giữ lấy Tống Ngọc Mị, một tay nhanh chóng điều tra tình huống của nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 840.